Vâng, xin chào mọi người. Hello. Đó ạ. Vâng, xin chào. Anh em đã chuẩn bị tờ giấy và hai điện thoại chưa ạ? Chuẩn bị giấy in và hai điện thoại. Đó, mọi người cố gắng chia sẻ cái livestream này nhá. Chia sẻ livestream đến nhiều anh em hơn, đúng không ạ? Vâng, chào mọi người. Hôm nay đã chuẩn bị cái tờ giấy in và tờ giấy in hôm trước chưa ạ? Tờ giấy hôm qua em gửi ấy, đúng không? Chúng ta in ra và chuẩn bị hai điện thoại chưa ạ? Chuẩn bị hai chiếc điện thoại. Rồi tờ giấy in, một cái bút, tai nghe đúng không ạ? Chuẩn bị cho chúng ta công việc tiếp tục. Vâng, chào mọi người chuẩn bị chưa ạ? Chuẩn bị rồi thì chúng ta comment. Comment lại là chuẩn bị rồi đúng không ạ? Vâng, đi uống bia, vẫn được đi uống bia cơ anh. Đang dịch vẫn được đi à? Bắt đấy. Vâng, chào mọi người. Buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc về phân tích và sơ đồ mạch điện. Vâng, chào mọi người. Và mọi người comment là mình đã in chưa? In rồi thì chúng ta comment là in rồi nha. Để chúng ta chuẩn bị chiếc bút này. Vâng. Ở đây là chúng ta đọc là phương pháp đọc sơ đồ nha, đọc hiểu sơ đồ, tức là đọc tất cả các sơ đồ mạch điện ở đây. Ở đơn thuần bây giờ hiện tại nó sẽ chia sẻ mọi người cách chúng ta đọc về cái sơ đồ nguyên lý của hệ thống động cơ. Đúng không? Tất cả chiếc xe nó là ở trên cái sơ đồ này là chính là nó đang nằm tất cả chiếc xe đang nằm trên tờ giấy của chúng ta đấy, đường dây mạch điện đấy đúng không? Còn chi tiết nữa thì chúng ta sẽ đọc về sơ đồ mạch lắp ráp thì nó sẽ chi tiết hơn rất nhiều. Nhưng sơ đồ lắp ráp thì nó rất là rối. Thực tế nó không quá là rối lắm, chẳng qua là bây giờ mình nhìn cái sơ đồ nguyên lý nó sẽ dễ dễ hình dung hơn. Lúc nào chúng ta cần chi tiết là chúng ta sẽ đi vào sơ đồ lắp ráp. Ví dụ như là anh em là thấy được cái cầu chì nó hay bị đứt thì mình phải kiểm tra xem nó đi vào những mạch nào, cái cầu chì nào nằm ở đâu. Nó hay đứt thì nó sẽ bị liên quan đến mạch nào thì chúng ta sẽ mở sơ đồ lắp ráp ra chúng ta sẽ tìm được. Đúng không ạ? Và ok. Mọi người chuẩn bị chưa? Mọi người chuẩn bị tờ giấy chưa? À, là sơ đồ chưa? Hai cái sơ đồ. Ở hiện tại trên Honda chúng ta chỉ cần sử dụng đến hai sơ đồ là chúng ta đã ok rồi vì nó hai đời. Một đời là đời đầu SM nhỏ đúng không ạ? Thì chúng ta cần đến những loại sơ đồ của đời Elite 110 là tốt rồi. Đến đời 125 đời đề từ thì chúng ta sẽ mở cái sơ đồ của đời Elite 125 trở lên. Hoặc là có những cái đời sau này nó sẽ có những cái đời Smart Key thì có thể là chúng ta sẽ tìm hiểu được những cái chân của Smart Key. Đúng không? Vâng, thì em khuyên mọi người là chúng ta nên học những cái bài những cái sơ đồ đen trắng như này thì nó sẽ hiệu quả hơn. Còn sau khi chúng ta hiểu về cái cách đọc sơ đồ rồi thì chúng ta có thể mua những cái sơ đồ in màu ở trên thị trường hiện tại đang bán chẳng hạn thì cũng được. Nhưng mà em khuyên thì mọi người nên dùng những sơ đồ đen trắng. Vì sao? Vì chúng ta phải học theo đúng bản chất, sau đó chúng ta áp dụng vào những xe đời mới. Ví dụ như chiếc xe đời mới mới ra trên thị trường nó không vẽ màu cho chúng ta thì chúng ta sẽ phải làm thế nào đúng không? Hoặc trên sơ đồ phần mềm đều là màu đen trắng chẳng hạn thì chúng ta phải làm thế nào? Vâng. Vâng, comment đi ạ. Hôm nay là cuối tuần rồi đúng không? Sắp hết tuần rồi, rất là nhanh. Và mọi người chuẩn bị chưa ạ? Chuẩn bị tờ giấy đi, comment là chuẩn bị chưa ạ? Chưa chưa thấy anh em nào nói là gì đến đúng không ạ? Rồi chào mọi người nhá. Vâng. Vẫn còn khoảng 400 anh em xem rồi, đúng không ạ? Hôm nay phá kỷ lục lên 1.000 đi nhỉ? 1K like, 1K xem nhỉ? Hay là dùng công nghệ cho lên vài nghìn mắt xem. Rồi mọi người, chúng ta comment là chúng ta đã chuẩn bị giấy chưa ạ? Để chúng ta bắt đầu nhá. Vâng, cái file đấy là file ảnh thôi. Mọi người in ra tờ A4 hoặc A3 để mọi người cố gắng mọi người nhìn là được. Còn cái đọc thì chúng ta đọc một là trên tranh sơ đồ to, hai là chúng ta sử dụng trên phần mềm điện thoại. Đúng không ạ? Tranh sơ đồ đó thì mọi người in ra nó. Vâng. Vâng, anh nhiều anh em là phát lên TV đúng không? Anh Nam đúng không? Phát lên TV đúng không? Để phát lên TV nhìn cho nó rõ hơn. To rõ hơn. Vâng. Ở trong này chắc có một số anh em đã học về cách đọc hiểu sơ đồ rồi, hôm nay chúng ta làm rõ hơn. Đúng không? Làm rõ hơn một chút.
Rồi ok, chúng ta chuyển sang vào bài ngày hôm nay. Đó là liên quan đến phần đọc hiểu sơ đồ. Và em nghĩ đến thời điểm bây giờ mọi người đều phải đọc sơ đồ. Nếu không đọc sơ đồ mọi người luôn luôn phụ thuộc vào những cuốn tài liệu hoặc là những kinh nghiệm. Mà xét đời mới thì không có chuyện nào có kinh nghiệm được. Thế nên là chúng ta sẽ phải đọc sơ đồ. Đến phương pháp đến thời điểm bây giờ hiện tại là em nghĩ phải đọc sơ đồ mới làm được những chiếc xe đời mới. Đó, chúng ta không thể nhớ được. Ví dụ như chiếc xe 2021, tí nữa xem sẽ hỏi ví dụ như là chiếc xe Vision hoặc là chiếc xe SHAMMO 2021 thì nó như thế nào. Mọi người phải mở sơ đồ ra mọi người tìm. Đúng không ạ? Rồi, hình dung chưa? Rồi, chúng ta sẽ tính một chút nữa. Vâng. Và cái phần mềm em đã tải, em đã gửi mọi người ở trong cái phần mềm cái đường link hôm trước rồi, mọi người tải về thôi. Rồi phóng to gì nữa nhỉ? Anh đang bảo có phóng to hình gì ạ? À, hình thì hiện tại chỉ góc đấy thôi, không cần đâu. Nhìn em làm gì? Nhìn sơ đồ thôi. Nhìn không cần nhìn em đâu. Nhìn sơ đồ là chính thôi, đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ chuyển sang nhá. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc nhìn sơ đồ để hiểu điện áp, nhìn cách chúng ta đọc sơ đồ như thế nào, đúng không ạ? Tất tần tật chúng ta sẽ đọc được. Được ạ? Mọi người cố gắng phải đọc với cái phương pháp đọc hiểu sơ đồ này thì mọi người thường xuyên phải nhìn vào sơ đồ, mọi người mới làm được. Thường xuyên nhìn nhá. Em khuyên là thường xuyên nhìn vào thì mọi người mới thấy nó có tác dụng. Còn nếu mà học 1-2 buổi mà chúng ta không áp dụng vào ấy. Nếu chúng ta không thường xuyên sử dụng, không áp dụng thì nó không có ý nghĩa nhiều, đúng không ạ? Rồi, chào mọi người. Rồi, chúng ta sẽ nhìn làm thế nào để nhìn sơ đồ hiểu điện áp, đúng không ạ? Rồi, làm thế nào để đi du lịch vẫn sửa được xe, đó vẫn bài từ ngày xưa rồi, đúng không ạ? Xưa lắm rồi. 1 năm nay rồi, 2 năm nay rồi, đúng không ạ? Xưa lắm rồi. Đi du lịch vẫn sửa được xe. Khi anh em mà đọc được sơ đồ thì mọi thứ trong tầm tay chúng ta rồi. Trên chiếc điện thoại, smartphone, chúng ta đi khắp nơi để chúng ta đều sửa xe được. Với cái phương pháp đó là tra cứu sơ đồ. Thứ hai nữa gọi qua video, nhìn qua máy chẩn đoán, chúng ta đều làm được. Đó. Vâng. Tiếp theo bây giờ chúng ta muốn tìm hiểu về điện thì chúng ta phải hiểu bản chất về điện như nào, đúng không ạ? Cái phần điện thì chúng ta chỉ quan tâm đến điện một chiều là chính. Điện một chiều thì chúng ta nghe được bản chất điện một chiều là luôn dịch chuyển theo có hướng, đúng không ạ? Luôn luôn chạy từ theo một hướng thôi, một chiều, đi từ dương về âm. Thì mình chính vì cái việc mà mình lợi dụng vào cái vấn đề đó là chiều dòng điện chạy để mình biết được cái chân mà mình cần đo nó là điện áp là bao nhiêu. Ví dụ như hôm qua em giải thích cho mọi người đó là liên quan đến cái dơ le. Cái dơ le đúng không ạ? Cái cuộn hút của dơ le chính là gì ạ? Một cuộn dây. Đúng không ạ? Một cuộn dây. Thế nên khi chúng ta đã hiểu về vấn đề là một cuộn dây nó chạy như thế nào và nó có bao nhiêu đầu thì chúng ta đã hình dung ra được cái cuộn dây đó và đường đây đó. Ví dụ như hôm qua chúng ta đã học về dơ le, chúng ta đã biết được ngay đầu bên đấy dơ le là như thế nào và phải có bao nhiêu volt. Chúng ta đều biết, đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc được cái vị trí chân của dơ le. Ví dụ như là ở chân ở chiếc xe Leaf 110 chẳng hạn, nó là chân số 10 là chân điều khiển dập mát cho dơ le bơm xăng chẳng hạn. Nhưng mà đối với những dòng xe khác nó ở vị trí khác nhưng bản chất nó sẽ giống nhau. Ví dụ như chân dập mát của dơ le bơm xăng của dòng này thì nó cũng giống dòng khác. Bản chất nó chỉ thay đổi giá vị trí của chân mà thôi. Đó, mọi người hình dung chưa? Rồi, trong một mạch điện này chúng ta có hai yếu tố là đó là cường độ dòng điện và điện áp. Đúng không ạ? Ví dụ như mình hay gọi là U và I ấy, đúng không ạ? U và I. U là mọi người hay đo nó sẽ ra được là bao nhiêu volt. Và I là bao nhiêu cường độ dòng điện là bao nhiêu A. Mọi người hay đo ấy, đúng không ạ? U, I. Rồi. Thế bây giờ trước khi vào phần này em có câu hỏi với mọi người này. Trước khi vào câu hỏi thì hôm nay em thấy có trên mạng rất nhiều anh em nó thắc mắc là cầu chì. Cầu chì bảo vệ cái gì, đúng không ạ? Vì sao lại đứt cầu chì liên tục? Theo mọi người, bây giờ mọi người đặt câu hỏi này. Đây là câu hỏi là bây giờ mọi người theo mọi người hiểu định nghĩa về cầu chì. Nó liên quan đến mạch điện của chúng ta mà. Vì bây giờ tự nhiên cái xe của chúng ta ấy, thấy cái xe nó đứt cầu chì liên tục. Thì anh em phải biết được tại sao nó đứt cầu chì. Phải hiểu được nguyên nhân vì sao nó đứt, đúng không ạ? Đó, mọi người câu hỏi nhé, bây giờ đặt câu hỏi này, chúng ta comment nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tương tác nhiều hơn. Tương tác nhiều hơn. Ở cái phần live stream này thì nó sẽ không được tương tác quá nhiều. Rồi, có một số anh em nói là bây giờ
Cầu trì, không biết là cầu trì bảo vệ cái gì đúng không? Cầu trì theo mọi người, cầu trì bảo vệ cái gì? Một là bảo vệ thiết bị, ví dụ như là bảo vệ cái còi, bảo vệ cái bóng đèn, bảo vệ cái motor, hay là cầu trì bảo vệ đường dây mạch điện. Theo mọi người comment nha, để theo cách hiểu mọi người. Khi chúng ta học về điện, chúng ta phải cần phải nắm được những kiến thức điện tử cơ bản. À, kiến thức điện cơ bản thôi, những cái mạch. Vâng, chúng ta phải hình dung ra được. Một số anh em chưa biết là cầu trì bảo vệ cái gì đâu, và vì sao nó cầu trì, đúng không ạ? Chập. Rồi như em nói là chập, thì bây giờ nó chập như thế nào? Vì sao nó chập? Rồi. À, có một số anh em thì comment nó là đứt cầu cầu trì bảo vệ thiết bị đúng không ạ? Rồi rất nhiều anh em comment là cầu trì bảo vệ thiết bị. Vâng. Rồi mọi người comment nhá, xem cầu trì bảo vệ cái gì, chúng ta làm rõ vấn đề đi, làm cái gì rõ quá nó phần đấy. Rồi, có rất một số anh em chúng ta đã hiểu, và một số anh em thì đang vẫn đang nói cầu trì bảo vệ thiết bị phía sau nó. À, rồi. Đó, chỉ có bảo vệ một thôi, không bảo vệ được cả hai. Và có một câu hỏi nhé, cầu trì bảo vệ quá gì đúng không ạ? Quá tải thì đứt cầu trì đúng không ạ? Rồi, mọi người hình dung ra được cái vấn đề cầu trì bảo vệ cái gì thì chúng ta mới tiếp tục được sau, vì cái mạch ở trên xe chúng ta bây giờ hiện tại là đứt cầu trì liên tục, hoặc là có những cái xe nó bị chập mà thấy nhoáng ấy, chúng ta lại phải thấy một thời gian sau, hoặc một ít ngày một thời gian, hoặc vô tình đi sóc nó lại bị đứt cầu trì, thì theo mọi người nó phải biết được bảo vệ cái gì đúng không ạ? Vâng, chúng ta phải hiểu rõ vấn đề. Cái cầu trì này chính là cái hiển thân cho cường độ dòng điện của chúng ta, chính là mọi người hay đo A ấy, chính là cái cầu trì ấy. Cầu trì nó đang hiển thân cho chúng ta biết được cái dòng điện nó đi qua là bao nhiêu, đúng không ạ? Rồi, bây giờ sẽ giải thích cho mọi người nhá. Rồi, có rất nhiều anh em nói là bảo vệ đường dây, đúng không ạ? Một số anh em thì bảo vệ là thiết bị, đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng làm rõ vấn đề này nhá. Rồi, chào anh Nam. Rồi, chào anh Dũng, bảo vệ đường dây đúng không ạ? Anh Minh. Rồi, bảo vệ đường dây. Một số anh em vẫn bảo vệ thiết bị, thì ngày hôm nay, sau buổi ngày hôm nay, mong mọi người sẽ hiểu được rõ về bản chất của cầu trì nhá. Thì mọi người thấy cái cầu trì của mình nó có ký hiệu là bao nhiêu A không ạ? Ví dụ như một cái cầu trì 10A, cầu trì 5A, đúng không ạ? Thì chút nữa sẽ mọi người sẽ giải thích cho mọi người phần này. Rồi, ok, bảo vệ đường dây đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng sẽ giải thích cho mọi người một cái ví dụ đơn giản. Ví dụ ở đây là một cái mạch điện cơ bản, được ạ? Mạch điện cơ bản chữ M, ở đây nó ký hiệu là của một động cơ. À, nó bảo vệ một trong, không được bảo vệ được tất cả nhá. Rồi. Rồi, theo như mọi người đang nhìn trên sơ đồ, trên một cái hình cơ bản như này. Đúng không? Trên một cái mạch cơ bản như này thì mọi người hình dung này, cái này em không dùng khóa K nhá. Không dùng khóa K. Ở đây đáng lẽ nó phải có một cái khóa K kỹ thuật, nhưng hiện tại em không bảo vệ không vẽ cái khóa K vào đây, đang mô phỏng cơ bản thôi. Thì bây giờ mọi người thấy được là một cái mạch như thế này. Đây, từ em nhỏ sút cho nhỏ lại cái này. Đầu tiên là cái này, thiết bị này có 5A thôi. Cái động cơ, đây là M, đây là chính là động cơ. Rồi, vẫn một số anh em bảo vệ thiết bị đúng không ạ? Sau ngày hôm nay chúng ta sẽ làm cho về việc vấn đề, hiểu rõ được vấn đề về cầu trì bảo vệ cái gì nhá. Rồi, mọi người sẽ hình dung ra được là ở đây là một cái mạch bảo vệ. Đúng không? Mạch bảo vệ thì mọi người một cái mạch điện cơ bản, mạch điện cơ bản như này. Bây giờ một cái tải của chúng ta nó là một cái động cơ, chữ M ấy, ký hiệu nó là động cơ. Trong vẽ kỹ thuật thì đây gọi là động cơ. Được, động cơ. Thì bây giờ mọi người sẽ thấy được động cơ này nó có công suất và điện áp có sử dụng là 12V, 5A chẳng hạn, ví dụ như vậy. Chúng ta bỏ qua công suất là watt đi, nó khó quy đổi. Thì bây giờ chúng ta sẽ ví dụ đây là A đi. Ví dụ mọi người nhìn thấy trên cái mạch như thế này thì cầu trì của chúng ta, cái cầu trì này của chúng ta có hoạt động tốt không ạ? Theo mọi người bây giờ ví dụ như là cái cầu trì của chúng ta là 10A và cái động cơ của chúng ta là có 5A thôi, cái motor ấy là 5A. Còn bây giờ chúng ta hình dung ra được cái cầu trì bảo vệ đường dây hay bảo vệ cái motor. Theo mọi người hình dung này, cái động cơ đấy, chữ M là động cơ. Thì bây giờ câu hỏi là bây giờ cái cầu trì của chúng ta theo cái mạch như này, cầu trì của chúng ta là 10A và động cơ của chúng ta tiêu thụ là 5A. Ví dụ như vậy, điện áp của bởi cái nguồn là bình ắc quy chúng ta là 12V và cái động cơ này cũng tiêu thụ là 12V. Đúng không ạ? Thì bây giờ theo mọi người là bây giờ câu hỏi là mình với cái mạch như thế này thì mọi người thấy được là nó hoạt động bình thường không ạ? Hoạt động bình thường không ạ? Để chúng ta làm rõ được cái vấn đề là cầu trì này bảo vệ cái để bảo vệ cái gì ạ? Cái mạch đường dây hay là bảo vệ cái động cơ của chúng ta. Rồi. Cái này trong trường hợp này thì hoạt động bình thường đúng không ạ? Hoạt động bình thường nhá. Đây là trường hợp hoạt động bình thường. Thì theo mọi người tiếp theo bây giờ em sẽ giả lập cái tình huống tiếp theo.
Tiếp theo nhá. Động cơ của chúng ta đang hoạt động là động cơ là 12V 5A. Em đổi không đổi ra watt. Watt thì mọi người sẽ khó hình dung. Bây giờ em sẽ đổi ra là A. Thì để mọi người mô phỏng cho mọi người hiểu được là cái cầu chì này nó bảo vệ cái gì. Để chúng ta làm rõ và sau này chúng ta hiểu như vậy rồi thì chúng ta sẽ nhìn trên sơ đồ lắp ráp để chúng ta biết ngay là cái cầu chì của ta thường hay bị đứt ở cái mạch nào và chúng ta phải tìm ra cái cầu chì đấy bị đứt vì sao nó đứt, đúng không ạ? Rồi, bình thường đúng không ạ? Ai cũng nhìn thấy cái mạch này nó hoạt động bình thường, nhưng bây giờ này mọi người quan sát này. Bây giờ quan sát em thay đổi giá trị. Ví dụ như bây giờ em không dùng cái nguồn gấp này là 12V nữa. Ví dụ bây giờ em không dùng nguồn gấp là 12V. Bây giờ em chuyển đổi nó trở thành 24V bình thường như này. Bây giờ ví dụ em sử dụng bình thường bây giờ là 12V thì hoạt động bình thường, nhưng bây giờ lại tăng cái nguồn dòng lên, tăng cái nguồn lên, tăng áp lên, tức là áp bây giờ nó không còn là 12V nữa. Cái động cơ của chúng ta nó là gì ạ? Động cơ chúng ta là gì ạ? 12V. Điện áp sử dụng nó là 12V. Và bây giờ chúng ta không sử dụng điện áp 12V nữa. Vâng. Chúng ta sử dụng điện áp 24V thì bây giờ theo mọi người thì cái gì hỏng đầu tiên? Theo mọi người cái gì chết đầu tiên? Đó, mọi người comment nhé. Như cái mô hình, như cái sơ đồ như bây giờ thì cái nào chết đầu tiên? Theo mọi người cái nào chết đầu tiên? Rồi, bây giờ mọi người comment lại. Bây giờ cái hình ảnh bây giờ nó chuyển sang động cơ, cái nguồn cấp của chúng ta nó là bây giờ chuyển thành 24V, không còn là 12V nữa. Ngày xưa là 12V và cái kia như nào, đúng không ạ? Rồi, đứt cầu chì bảo vệ motor, đúng không ạ? Rồi, cái gì cháy trước? Theo mọi người cái gì cháy trước? Vâng. Bây giờ cho mọi người nhá, cái gì chết trước? Để mọi người hiểu được cái nào nó bảo vệ cái nào nhá. Bây giờ cho mọi người biết là hiểu hình dung ra được cái nào cho nó chết trước. Rồi, theo mạch như thế này, theo một cái mạch như này. Rồi. Rồi, rất nhiều anh em nói là cháy đứt cầu chì, có nhiều anh em nói là đứt gì ạ? Có nhiều anh em là đứt cầu chì, có nhiều anh em nói là chết động cơ, đúng không ạ? Rồi, mọi người phải hình dung ra được cái vấn đề ở đây nhá, cầu chì là cái gì nhá. À, cái nào chết trước, bây giờ mình comment cái nào chết trước nào. Cầu chì chết trước hay là động cơ chết trước, đúng không ạ? Rồi, ai cũng hiểu là bây giờ động cơ là bây giờ sẽ giải thích cho mọi người này. Khi cái cầu chì của chúng ta này, cầu chì này chúng ta có thể tăng lên cái nguồn điện, cái điện áp này chúng ta có thể tăng lên 220V. Nó vẫn chịu được bình thường. Nó vẫn cho đi qua, nó bản chất nó, cái cầu chì chính là cái dây dẫn. Đúng không ạ? Cầu chì của chúng ta chính là dây dẫn. Nó, bây giờ mình tăng cái áp này lên, ví dụ từ 20, 48, 50 chẳng hạn, ví dụ 48V, 220V, 110V. Nó cầu chì này nó vẫn cho đi qua bình thường, nó không bị đứt. Chỉ ở đây là gì, cái động điện áp định mức của động cơ này nó không chịu được, nó cái điện áp định mức của động cơ này nó chỉ là 12V thôi. Khi chúng ta làm sao tăng cái điện áp này lên của cái nguồn cấp này lớn hơn cái định mức của nó thì nó sẽ bị làm sao, bị om cái động cơ này chúng ta bị cháy, đúng không ạ? Cháy, người ta gọi, mọi người hay gọi là cháy ấy, đúng không ạ? Chính là bị om. Thì cái cuộn dây đồng của chúng ta bình thường bây giờ ở bên trong ấy nó sẽ bị chập với nhau, nó tăng cái dòng lên. Bình thường ở đây nó chỉ là 5A thôi. Nếu động cơ của chúng ta sử dụng điện 12V, nguồn cấp của nó có 12V thì động cơ hoạt động bình thường. Nhưng ở đây cái điện áp định mức của nó là 12V. Mà đây mình cấp cho nó cái nguồn điện áp là 24V. Thì đầu tiên cái động cơ sẽ bị om trước, bị cháy trước, bị cháy cuộn dây. Đúng không ạ? Nó chạy, bị cháy, bị om. Thì bình thường cái dòng của mình tiêu thụ này nó đang là 12V 5A. Thì nó tăng lên thành bao nhiêu ạ? 12V 15A. Chẳng hạn bây giờ như này. Cái động cơ này nó sẽ bị lỗi. Bắt đầu nó tăng lên thành 15A. Thì theo mọi người cái nào tiếp tục, cái nào sẽ bị hỏng? Được. Rồi bây giờ ví dụ như cái cầu chì này chúng ta là bị tăng lên này. À, cái điện áp chúng ta tăng lên là 24V thì bắt đầu cái động cơ của chúng ta bắt đầu nó sinh ra, nó bị om, nó bị cháy cuộn, nó bị om thì bắt đầu làm sao nó cái dòng điện của cái động cơ hay mọi người hay gọi là bị chập ấy, bị chập hay gọi là bị om, thì công suất, tức là cái cường độ dòng điện nó cần lớn hơn, nó bị chập om lại, đúng không ạ? Nó om thì nó tăng cái dòng lên mà cái động cái gì ạ? Cái đường dây này của chúng ta này, của chúng ta cái cầu chì này của chúng ta nó gì ạ? Nó có 10A thôi. Mà bây giờ cái giải tải tiêu thụ của thằng này nó lên đến 15A chẳng hạn. Ví dụ như vậy thì cầu chì này nó sẽ bị làm sao? Nó bị đứt. Phải không ạ? Thì lúc đấy mình phải hình dung ra được cầu chì nó đứt để làm gì? Để nó bảo vệ cái đường dây này không bị chập cháy. Được không ạ? Không bị chập cháy. Phải không? Mọi người hình dung chưa?
Có nghĩa là bây giờ mình hình dung ra được cái cầu chì này của chúng ta chỉ mục đích là làm gì ạ? Nó là cái đoạn điểm yếu nhất. Ví dụ cái đường dây này của chúng ta là nó chịu được là khoảng đến 20A là nó sẽ bị sun cái đường dây này. Tức là nó sinh nhiệt, nó nóng lên nó sinh nhiệt. Thì bắt đầu nó sinh là gì ạ? Mọi người thấy được nó cháy cái vỏ nhựa đi, bắt đầu nó chập với nhau. Thì người ta mình gọi là hay bị gọi là gì ạ? Chập cháy. Thì cái ví dụ như cái đường dây này của chúng ta nó chịu được khoảng 20A. Cái cầu chì này nó là đoạn yếu nhất, nó chịu được 10A. Thì cái động cơ của chúng ta nó tăng lên 15A thì lúc đấy làm sao ạ? Cái cầu chì này nó yếu hơn cái giải tải tiêu thụ này thì lúc đấy nó sẽ bị đứt. Đúng không ạ? Mọi nhiều anh em bảo là cái dòng nó tăng lên thì lúc này làm sao cái cầu chì là cái đoạn yếu nhất trên đường dây này thì nó sẽ bị đứt để làm gì ạ? Bảo vệ cái đường dây, nó ngắt cái mạch đi, tức là ngắt cái nguồn điện cấp cho cái động cơ này đi thì lúc này nó sẽ không bị gì nữa. Đúng không ạ? Nó sẽ không bị hỏng và đường dây của chúng ta sẽ không bị đứt. Thế nên là cái cầu chì người ta sẽ tính toán định mức của cái đường dây nó chịu được rồi. Ví dụ bây giờ có tình huống như sau này. Mọi người sẽ thấy được là cái việc ở đây, cái cầu chì này của chúng ta này. Cái cầu chì này chúng ta 10A nó bị đứt rồi thì nhiều anh em thợ là thấy gì ạ? Cái cầu chì này hay bị đứt vậy. Đúng không ạ? Hay bị đứt vậy thì bắt đầu thấy là gì? Ông bắt đầu ông ấy làm sao ạ? Ông bắt đầu là lấy cái gì ạ? Lấy sợi dây hoặc là một cái tăng cầu chì to hơn. Ông lấy được khoảng cầu chì là 30A đúng không ạ? Theo mọi người cầu chì 30A. Rồi bắt đầu cầu chì này người ta tăng lên 30A. 30A thì cái này nó bắt đầu nó dòng nó lại tăng lên. Nó tăng lên 25A chẳng hạn, ví dụ như vậy thì động cơ này nó vẫn chạy được. Ví dụ như vậy, động cơ này bắt đầu nó chạy được. Đúng không ạ? Mọi người hình dung ạ. Cầu chì bắt đầu cái động cơ này bắt đầu nó vẫn chạy được vì nó bị om, chẳng qua nó om nó tức là nó bị chạy chậm và cái dòng này nó tăng lên thôi. Thì cái cầu chì này của chúng ta nó tăng cái mọi người cái anh thợ ấy, anh tăng nó lên rồi thì cái cầu chì này nó không bị đứt nữa. Thế bảo ô ngon rồi, xe này không ngon, đúng không ạ? Không bị đứt. Nhưng mọi người sẽ thấy được là nó sẽ bị gãy, nó mới sao? Cái đường dây này của chúng ta nó chỉ chịu được khoảng 20A thôi, nhưng mà khi cái tải của chúng ta nó lên đến 25A thì lúc đấy mọi người sẽ thấy được cái đường dây của chúng ta sẽ bị sun. Sun cái dây tức là nó nóng lên, nó sinh nhiệt nó nóng lên thì cái đường dây vì cái cầu chì này nó đang dạng nó lớn hơn cái đường dây này thì lúc này nó không bảo vệ được đường dây nữa thì đường dây cháy hết rồi nhưng mà cái cầu chì của chúng ta vẫn còn ngon, đúng không ạ? Vẫn còn ngon. Thế nên là mình hình dung ra được cái cầu chì ở đây này nó là cái đoạn yếu nhất trên đường dây. Khi chẳng may cái việc cái tải của chúng ta ấy nó tăng dòng lên lớn hơn cái con định mức của cầu chì, cường độ dòng điện của nó lớn hơn thì lúc đấy nó sẽ đứt cái cầu chì, cái đoạn yếu nhất để mục đích là ngắt cái nguồn của đường dây đi, ngắt cái nguồn cấp cho tải này đi, cái thiết bị này đi thì lúc đấy làm sao ạ? Nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ bị bảo vệ cái đường dây chứ nó không bảo vệ thiết bị. Nên là đầu tiên mọi người phải hình dung ra được là cái việc là khi chúng ta tăng cái điện áp lên thì cái động cơ chúng ta chết đầu tiên. Động cơ bắt đầu chết thì lúc đấy nó sinh dòng, tăng dòng lên. Nó tăng dòng lên thì nó cái dòng điện nó lớn hơn cái định mức của cái cầu chì này, nó sẽ bị gây ra hiện tượng bị đứt. Đứt mục đích đây là gì ạ? Để bảo vệ cái đường dây. Đó, hình dung ạ. Đứt ở đây mục đích là bảo vệ đường dây. Vâng, có một số anh em như thế này. Mọi người thấy được cái xe tình huống cái xe của Waya không ạ? Cái chiếc xe Waya, chiếc xe Waya 110 của Honda ấy. Chiếc xe Waya 110 của Honda hoặc 100 của Honda chẳng hạn. Nó hay bị cọ cái dây mà gọi cái đấy gọi là ban bệnh thì em thấy rất là nhiều. Thì mọi người sẽ thấy được là nó hay bị cọ cái dây màu đen, đúng không ạ? Dây đen sau khóa ở cái ghi đông tay lái ấy, ghi đông tay lái của chúng ta thì cái nó thỉnh thoảng nó đi bị chạm hoặc chúng ta quay lái, quay ngang thì lúc đấy nó sẽ bị chạm dây ra mát thì nó tăng cái dòng lên thì nó bị đứt cái cầu chì của trong cái cầu chì tổng ấy, đúng không ạ? Nói đúng không ạ? Cái mạch của cầu chì tổng nó chỉ định mức là khoảng 10A thôi. Ờ à, đúng không ạ? 10A thôi. Nhưng mà hôm thì anh thợ này anh thay cho 3 lần rồi bảo cầu chì này nhoáng cái nó đứt. Ông bắt đầu ông gì ạ? Thấy con là nó là 10A thôi, bây giờ ông thấy nó hay đứt quá. Thì bây giờ ông thay cho hẳn cầu chì 30A, đúng không ạ? Cầu chì 30A thì bắt đầu làm sao? Đến mấy hôm sau thì khách dắt đến thì xe cháy tung hết cả phần đầu rồi nhưng mà cầu chì thì vẫn ngon. Thôi đúng không ạ? Và mọi người hình dung ra chưa? Cái việc chúng ta hình dung ra hiểu được cầu chì là mục đích bảo vệ cái đường dây. Bảo vệ cái dòng đường dây của chúng ta, cái mạch dây của chúng ta nó là cái đoạn yếu nhất. Khi chẳng may chập tải, cái tải của chúng ta bị chập thì lúc đấy nó sẽ làm sao? Tăng cái dòng điện lên và lúc đấy cầu chì của chúng ta yếu nhất là cái đoạn yếu nhất, nó sẽ đứt đoạn yếu nhất để mục đích là cái đường dây kia nó an toàn. Nó là như vậy. Mọi người hình dung chưa? Mọi người hình dung không ạ? Rồi, thế nên là mọi người hình dung ra được cái vấn đề ở đây là cầu chì nó sẽ có định mức, nó ví dụ như là nó có thông số là bao nhiêu A thì mọi người cố gắng chúng ta lắp đúng cái cầu chì thông số như vậy. Hoặc là bây giờ mình mọi người thấy được cái e-sem của chúng ta cũng hay bị cái vấn đề là nó bị làm sao? Bị chập e-sem không? Ví dụ như cái e-sem hoặc là cái giống như cái dòng mấy cái dòng như của e-sem ấy chẳng hạn, bây giờ nó bị chập như vậy. Thì mọi người cứ cắm con e-sem vào thì bắt đầu làm sao ạ? Là nó bị đứt cầu chì, đúng không ạ? Bản chất là gì? Bản chất là gì? Mọi người thấy được là khi ở bên trong cái linh kiện bên trong ấy nó bị lỗi linh kiện hoặc là do cái nguồn điện áp của chúng ta quá cao, điện áp sạc chẳng hạn quá cao, nó gây ra hiện tượng bị chập cháy cái linh kiện ở bên trong của e-sem. Thì lúc này chúng ta thấy được là cái dòng điện bình thường cái e-sem của chúng ta nó sử dụng điện áp là cường độ dòng điện là khoảng 0,1A chẳng hạn, ví dụ là khoảng 1A đi, cho là 1A đi, đúng không ạ? Thì
cái câu trình của chúng ta là chạy nó đi cấp nguồn cho nó khoảng 10A cơ, nó chạy lui thoải mái đúng không ạ? Nhưng vô tình của chúng ta cái ECM chúng ta nó bị chập bên trong, nó chết rồi, chết linh kiện bên trong. Thì lúc này làm sao ạ? Cái ECM chúng ta nó gần như là nó lên tăng dòng lên khoảng 23A thì cái cầu chì của chúng ta nó không chịu được, nên là cứ mỗi lần cắm vào thì nó đứt cầu chì, cắm vào nó đứt cầu chì. Đó là như vậy. Rồi hình dung chưa? Vâng. Rồi mọi người thấy hình dung ra là khi cái cầu chì của chúng ta nó mà chúng ta tăng cái cầu chì lên thì lúc đấy làm sao ạ? Cái tải cái dòng điện nó đi qua nó lớn nhất. Mọi người hình dung ra cái mạch dây của chúng ta, cái đoạn nào yếu nhất là cái đoạn đấy là gì ạ? Nó sẽ bảo vệ. Ví dụ cầu chì nó cho đoạn là yếu nhất của đoạn dây đấy. Đúng không ạ? Mọi người hình dung ra chưa? Ok không ạ? Rồi hôm nay mọi người hiểu được cái cầu chì bảo vệ cái gì chưa? Rồi nó chỉ bảo vệ đường dây thôi, nó chỉ liên quan đến dòng thôi. Vì mọi người hình dung trong một cái mạch dây mạch cái mạch điện của chúng ta ấy, nó có hai yếu tố, một là dòng điện và hai là điện áp. Cái điện áp của chúng ta ấy, cái cầu chì này nó không quan tâm đến điện áp. Ví dụ như là cầu chì của chúng ta này, mọi người hình dung này, cái cầu chì của chúng ta là 12V, nó đi qua nó cho cầu chì điện áp đi qua bình thường, tăng lên 24V nó vẫn cho đi qua bình thường, tăng lên 220V nó vẫn qua đi qua bình thường. Nhưng cái dòng điện của chúng ta là ví dụ như ở đây là cái cầu chì này nó chỉ chịu được là gì ạ? 10A thôi, nhưng bây giờ cái dòng điện này nó tăng lên 15A là nó sẽ bị đứt. Nên là mọi người hình dung được trong cái mạch điện, cái đường dây của chúng ta nó có hai yếu tố, một là cường độ dòng điện và hai là điện áp. Cái điện áp của chúng ta tăng lên thì cái đầu tiên đó là cái thiết bị của chúng ta nó sẽ bị lỗi trước, và sau khi nó chết cái thiết bị thì lúc đấy nó tăng cái dòng lên, tăng cái dòng lên thì lúc đấy nó mới chết cầu chì. Đúng không chưa? Ok chưa? Vâng. Rồi ok được chưa? Rồi ví dụ đơn giản thôi chứ không cần thiết phải gì quá kỹ thuật nhá. Cái đấy ví dụ mà đơn giản để mọi người dễ hình dung ra được cái cầu chì nó là cái gì. Rồi chưa? Và sau này mọi người hình dung ra được nó cầu chì nó thường xuyên đứt thì mình phải biết tìm ở đâu. Mà mọi người hình dung ra cầu chì đứt ấy là chúng ta lên sử dụng đến cái việc là chúng ta đọc cái sơ đồ mạch lắp ráp, là chúng ta sẽ biết cái cầu chì nó đi vào đâu, nó nuôi như thằng nào. Đúng không ạ? Cái cầu chì ấy nó nuôi những mạch nào mà mạch nào nó gây ra hiện tượng đứt cái cầu chì đấy. Ví dụ trong cái mạch trong cái phần hộp cầu chì của ta. Chào Tuấn nhá. Rồi ok chưa? Chúng ta ok để chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Được không ạ? Rồi mọi hình dung ra được cầu chì bảo vệ rồi cái gì rồi đúng không ạ? Rồi. Rất cái mạch này đơn giản thôi, ví dụ cho mọi người hình dung thôi. Được chưa? Rồi ok. Rồi mọi người đọc qua cái phần này, cầu chì được nối trực tiếp giữa dây dẫn đúng không ạ? Và các thiết bị điện. Mục đích là bảo vệ gì ạ? Hệ thống đường dây khi dòng điện lên đến mức quá tải. Đấy, mọi người hình dung ạ, cái này nó là lý thuyết thì mọi người đọc nó sẽ rất khó hình dung. Cái này thì mọi người có thể lên trên mạng mọi người search là cầu chì bảo vệ cái gì hoặc là cầu chì mục đích để làm gì thì mọi người sẽ thấy được cái cầu chì này là để làm sao, đúng không ạ? Ok. Đúng không ạ? Rồi cầu chì đây, đúng không ạ? Để sự cố này khi xảy ra thì cầu chì sẽ bị đứt, ngắt cái nguồn điện đi, mục đích là ngắt cái nguồn điện cho tải. Thì lúc đấy nó sẽ không bị gây ra hiện tượng bị cháy đường dây. Chúng ta gây ra hiện tượng bị cháy đường dây thôi, mục đích cháy đường dây đã. Được chưa? Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục để đọc đến cái phần đề sơ đồ mạch điện thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến cái phần tiếp theo. Được không ạ? Rồi, chào Lâm, chào anh em. Chưa hôm nào lên được 600 đúng không ạ? 700. Rồi bắt đầu thì chúng ta tiếp tục đến cái phần phân tích sơ đồ mạch điện thì chúng ta cần mấy yếu tố. Ở đây chúng ta cần có ba cái nội dung chính chúng ta cần quan tâm. Đó là đọc hiểu ý nghĩa các chi tiết trên sơ đồ mạch điện. Ở trong cái phần slide này của em đầy đủ hết các cái phần đó là chi tiết để mọi người có thể nhìn và đọc được cái sơ đồ của mạch điện chúng ta. Ở trong những cái slide này vẽ rất là chi tiết để cho chúng ta học vấn đề đọc hiểu sơ đồ. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ biết được là cách chúng ta đọc như thế nào. Vì khi chúng ta đọc được sơ đồ thì mọi thứ, mỗi một chiếc xe đến chúng ta đều làm được bình thường mà chúng ta không cần phải nhớ. Đúng không ạ? Rồi có 3 phần chúng ta cần quan tâm ở đây. Đó là phần thứ nhất là đọc hiểu ý nghĩa các chi tiết trên sơ đồ mạch điện. Thứ hai là phân tích dòng điện chạy trong mạch. Cái phần số 2 rất rất là hay và rất là quan trọng để chúng ta biết được là cái chân đấy nó sẽ là bao nhiêu vôn. Mọi hình dung không ạ? Để chúng ta nhìn trên sơ đồ mạch điện để chúng ta biết được cái chân này là nó bao nhiêu vôn. Đúng không ạ? Bao nhiêu vôn. Thì nhìn chúng ta chỉ cần nhìn qua là chúng ta đã biết được rồi. Đó là cái phần rất là hay mà chúng ta không cần phải nhớ quá nhiều. Nên tại sao em nói khuyên mọi người nên dùng sử dụng. Vâng. Đó, cái phần thứ ba là nhận diện vị trí ở trên sơ đồ mạch điện. Ví dụ như những chiếc xe đời mới đến chúng ta không biết được là cái dơ le sinh nhan nằm ở đâu chẳng hạn, rồi ECM nằm ở đâu chẳng hạn, rồi jack DLC nằm ở đâu chẳng hạn, thì chúng ta đã vào như vậy. Đúng không ạ?
Rồi mọi người hình dung chưa? Rồi ba cái vấn đề yếu tố đây. Yếu tố đầu tiên là chúng ta phải hiểu các chi tiết trên sơ đồ mạch điện đã, đúng không? Biết cái sơ đồ mạch điện. Cái sơ đồ mạch điện chúng ta phải hình dung ra được cái sơ đồ mạch điện ở trên mạch đấy, nó vẽ những cái chi tiết đấy nó là cái gì, chúng ta phải hiểu được nó đã. Sau đó chúng ta hiểu xong rồi thì chúng ta như hôm qua ấy, như hôm qua ngày hôm qua là chúng ta đã học rất rõ về con dơ le. Thì chúng ta phải hiểu được con dơ le đấy nó đi như thế nào, một cuộn dây đó ra làm sao thì chúng ta phải hình dung ra được cái vấn đề đấy, đúng không ạ? Hình dung ra được dây và sau đó chúng ta phải nhìn nhìn trên sơ đồ, chúng ta biết ngay cái chân số chân đấy nó là bao nhiêu vôn là chúng ta sẽ nhìn thấy ngay, chúng ta không cần phải nhớ luôn, bắt buộc nó phải có bao nhiêu vôn. Đấy là mà chúng ta chỉ đo một yếu tố trong mạch điện thôi, nó chúng ta chỉ biết là vôn thôi, còn cường độ dòng điện là chính là cái vấn đề nó tiếp xúc hoặc là bị mô ve đường dây, rất nhiều vấn đề ở đây, đúng không ạ? Rồi đây là những cái nội dung chúng ta cần quan tâm để nó đọc được sơ đồ mạch điện. Rồi bây giờ chúng ta cần quan tâm đến những cái kiểu sơ đồ cần chú ý ở trong cái sơ đồ mạch điện. Thì mọi người ở trong những buổi này em sẽ hướng dẫn mọi người cách chúng ta đọc được cái sơ đồ mạch điện của những của cái xe của bức tranh, đó là sơ đồ gọi là sơ đồ nguyên lý động cơ, sơ đồ nguyên lý động cơ. Còn cái sơ đồ khối như này ấy, sơ đồ khối chức năng, mọi người dùng là chúng ta có ba kiểu sơ đồ, một kiểu đó là sơ đồ nguyên lý, mà trong sơ đồ nguyên lý này thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách chúng ta đọc sơ đồ nguyên lý ở đây. Rồi cái sơ đồ tiếp theo là cái sơ đồ khối chức năng, tức là cái sơ đồ khối này thì chúng ta cái sơ đồ khối này chúng ta để chúng ta biết được cái chiều điều khiển của nó thôi, tín hiệu đầu vào, ECM rồi cơ cấu chấp hành, nó là cái chiều điều khiển thôi. Còn cái chính chúng ta sẽ học đó là học liên quan đến cái sơ đồ nguyên lý động cơ này. Mọi sẽ hình dung là chúng ta sẽ nhìn cái sơ đồ nguyên lý này để chúng ta hiểu được cả một chiếc xe, tất cả một chiếc xe nó nằm cái hệ thống đường dây nó gần như nằm hết ở trên sơ đồ nguyên lý này rồi. Nên là ở tại sao em nói là em không cần bóc tách cái sơ đồ đấy ra làm cái gì, quá nhiều sơ đồ chúng ta mỗi lần chúng ta tìm chúng ta phải mở cái sơ đồ đấy ra, nó rất phức tạp. Ví dụ hôm nay chúng ta cần mạch đề, chúng ta lại mở sơ đồ ra tìm mạch đề. Mai chúng ta tìm mạch cao áp, chúng ta đi tìm mở sơ đồ tìm sơ đồ mạch lắp ráp, nó rất là phức tạp, nó rất là dài dòng. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn trực tiếp ở trên sơ đồ nguyên lý này mà chúng ta sẽ tìm được hệ thống nguyên lý. Ví dụ như là không đề được chúng ta tìm đâu, rồi không có cao áp chúng ta tìm đâu, không có bơm xăng chúng ta tìm đâu. Nó rất dễ, chỉ cần trên một sơ đồ nguyên lý này mà thôi. Đúng không ạ? Chỉ cần trên một sơ đồ nguyên lý thôi, không cần quá nhiều sơ đồ. Ví dụ như là bây giờ bóc ra nó thành quá nhiều sơ đồ, ví dụ sơ đồ mà đề từ, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ cao áp, sơ đồ khởi động, rồi sơ đồ rất nhiều thứ, em thấy nó hơi phức tạp. Ở đây chúng ta chỉ cần quan trọng là chúng ta đọc được sơ đồ nguyên lý này, và nếu anh em nào cần nữa thì chúng ta đọc được cái sơ đồ lắp ráp nữa thì mọi thứ trong tầm tay, được không ạ? Ok không ạ? Mọi người hình dung không ạ? Rồi đây là cái sơ đồ nguyên lý chúng ta cần quan tâm, và sau này chúng ta chỉ cần nhìn sơ đồ nguyên lý. Đối với dòng Honda nó vẽ cho chúng ta là sơ đồ nguyên lý rất là rõ ràng rồi. Còn cái sơ đồ Yamaha và Piaggio có anh em nào muốn đọc không? Thực tế hai cái sơ đồ này nó không khó. Hai sơ đồ này nó đọc nó không khó, chẳng qua nó hơi dối. Cái sơ đồ đấy mọi người hình dung ra được là chúng ta muốn đọc được cái sơ đồ của Yamaha và Piaggio thì chúng ta phải có cái sơ đồ to, hoặc là chúng ta chịu khó chúng ta zoom. Zoom nó lên, nếu trên điện thoại chúng ta phải zoom nó lên để chúng ta kéo xem nó vị trí nó nằm đâu. Thực tế nó không khó một tí nào cả. Chúng ta phải đọc được, có cái công thức để chúng ta đọc. Đó. Còn cái sơ đồ lắp ráp này rất nhiều anh em nhìn nó cảm giác nó rất là dối, nhưng thực tế cái sơ đồ lắp ráp thì nó cực kỳ dễ. Nó mọi người là gì? Đúng không ạ? Mọi người hình dung ra được là cái sơ đồ lắp ráp chúng ta làm việc ấy, nó nếu mà anh đọc ấy thì nó cực kỳ dễ. Bản chất mọi người hình dung ra bản chất là gì? Chúng ta sẽ đọc cái sơ đồ lắp ráp, mục đích chỉ là chỉ tô theo cái đường dây thôi, để chúng ta biết nó đi đâu về đâu, nối với những thằng nào mà thôi. Và cái này rất là hay, khi mọi người hình dung ra được như này, mọi người hình dung ra được là cái việc ở đây ấy, cái cầu chì mà mọi người hay thấy nó hay bị đứt chẳng hạn, ví dụ đứt một cái cầu chì nào đấy, nó gọi cầu chì 10A, chúng ta đọc ở trên lắp cầu chì nó là cái mạch gì, thì chúng ta chỉ cần tìm theo cái đường dây này mà chúng ta dò theo nó nuôi những cái thiết bị gì, nuôi những cái tải gì và đi đường dây nào là chúng ta sẽ tìm được ngay cái cầu chì đó bị đứt đâu. Chắc chắn cái cầu chì đấy, cái đường dây đấy hoặc cái tải ở trên cái đường dây đấy hoặc cái thiết bị đấy nó đang bị chập, nó đang bị tăng dòng, thì mọi người phải tìm xem nó đi về đâu và nó nuôi những thiết bị nào, đúng không ạ? Thì chúng ta mới khẳng định được, và chúng ta lúc đấy chúng ta mới biết được cái cầu chì chúng ta hay bị đứt là nó do nguyên nhân vì sao, đúng không ạ? Không, nhiều anh em là cứ dối nên là cầu chì đứt thì bây giờ cứ tìm nào cứ nhoáng hay đứt cầu chì, thì bây giờ mình phải mở cái sơ đồ lắp ráp này ra, nó rất chi tiết cho anh em nhá. Riêng cái sơ đồ lắp ráp này rất là hay, đọc nó hơi dối một chút, nó không nhanh bằng cái sơ đồ nguyên lý nhưng mà chúng ta vẫn đọc được. Ví dụ như chúng ta hay đứt cái cầu chì 10A ở đây chẳng hạn, chúng ta sẽ phải mở mạch dò theo cái mạch này nó đi đâu, nó nuôi những cái mạch nào, thì chúng ta rút cái những cái mạch đó ra để chúng ta làm kiểm tra, hoặc là chúng ta có thể lùng đồng hồ chúng ta đo, chúng ta bắt đầu chúng ta tìm kiểu về các cái đường dây đấy và chúng ta rút rắc ra. Ví dụ chúng ta đo dòng chẳng hạn, chúng ta đo dòng ở cái cầu chì đấy, chúng ta rút cái cầu chì ra và chúng ta đo dòng
ở hiện tại cái câu, ở cái câu chỉ đấy hôm trước giải thích mọi người đúng không ạ, ở cái bài đầu tiên ấy, linh kiện điện tử ấy, thì mọi người thấy được chúng ta cắm hai cái que đo vào hai cái đầu của cầu chì qua cái dòng tải để cho xem kiểm tra cái tải ở trên cái đường dây đấy, cái thiết bị đấy, thì lúc đó chúng ta tìm ở trên cái mạch xe chúng ta lắc lắc đường dây, chúng ta rút cái rắc ra thì mọi người sẽ thấy được là xem là cái nào nó bị lỗi. Ví dụ như là cái mạch chúng ta bị lui, cái mạch đèn chẳng hạn, cái đèn đồng hồ của chúng ta nó bị chập, nó tăng dòng lên, nó bị đứt cầu chì, thì chúng ta khi chúng ta rút cái đồng cụm đồng hồ ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái mạch, cái đồng hồ, cái thông số ở trên giá trị cường độ dòng điện ở trên đồng hồ nó sẽ giảm ngay. Thì lúc đấy chúng ta biết ngay là cái đồng hồ này bị đứt hoặc cái đường dây đấy đang bị chập ở đâu, chúng ta sẽ tìm được. Đúng không ạ? Đó là cách chúng ta sử dụng đồng hồ. Đo được luôn. Sơ đồ lắp ráp này nó không khó đâu mọi người nha. Sơ đồ lắp ráp không khó. Bản chất là mọi người sẽ chỉ cần việc tra cứu nó thôi, tra cái đường dây bằng cách là mọi người cầm cái bút tô theo nó và nó xem nó đi đâu về đâu, nó nối với những thằng nào, được không ạ? Ok không ạ? Rồi, sơ đồ lắp ráp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tìm hiểu về cái cách đọc sơ đồ. Mọi người sẽ thấy được chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu về cách đọc sơ đồ ở đây. Mọi người hình dung ra được cách đọc sơ đồ của chúng ta như nào. Cái đầu tiên, chúng ta muốn đọc được sơ đồ thì chúng ta phải đọc đúng tên của sơ đồ đã. Hiện tại là có rất nhiều anh em là tìm sai đời. Tìm sai đời xe nhá. Sau đó là tìm đời xe sai, sau đó đọc loạn hết cả lên. Ví dụ như là bây giờ một chiếc xe. Ví dụ như một chiếc xe này. Ví dụ như một chiếc xe như thế này. Ví dụ mọi người hình dung ra được này. Cái sơ đồ nguyên lý của xe đời 2000 là lít đời 2, ví dụ như là 1 lít 125 đời 2013, sau đó chúng ta lại đọc nhầm cho rằng đời lít 100 2013 nhưng 2015 chẳng hạn. Ví dụ như vậy, nó có thể nó khác chân. Đúng không ạ? Nhưng mà nhiều anh em không để ý cái tên và năm sản xuất hoặc đời xe, mà chúng ta cứ thấy nó tên là lít là chúng ta áp dụng vào chúng ta đo. Đúng không ạ? Hiện tại rất nhiều anh em, ví dụ như là chúng ta nhiều anh em là đến là ngay tại trung tâm thôi. Ví dụ ngày xưa em hay treo cái sơ đồ của SH1 SH nhập 150 ấy, thì ở ở trên xe, ở xe mô hình của thực hành ấy, xe thực hành ấy, ở nhà thì ở ở dưới thực hành thì nó lại là SH đời 2000 Việt đời 2019. Đúng không ạ? Thì anh em lại cứ nhìn vào sơ đồ của SH nhập và đo cái chiếc xe bảo sao nó không giống nhau, đúng không ạ? Nên là một rất nhiều anh em nhầm lẫn ở vấn đề là đọc tên nhưng mà không đọc chi tiết. Ví dụ như là lít là SH, nó cũng tên là SH nhưng cái SH này nó làm gì ạ? Đời một đời lít 100 SH đời nhập 150 nhưng mà đây mình chúng ta đang làm ở trên chiếc xe đó là SH Việt 125 đời 2019. Nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà nhiều anh em là cứ vội vội vàng vàng mà đọc qua là thấy được SH là cứ thế đo, đúng không ạ? Rất nhiều anh em bị nhầm lẫn. Nên là chúng ta cái đầu tiên chúng ta phải tìm chính xác đó là tên sơ đồ là gì, đúng cái mình cần tìm không. Đó mới là cái quan trọng. Đúng không ạ? Và mọi người thấy được cái in trên sơ đồ mọi người in trên tay ấy. Sơ đồ mọi người in trên tay đúng không ạ? Mọi người sẽ thấy được là cái trên tay của mình cầm nó là in của sơ đồ tên nó là gì? Lít 110, lít 125. Nó rất là rõ ràng. Đúng không ạ? Vâng. Ok không ạ? Rồi đầu tiên chúng ta cần quan tâm đó là phải đọc được tên của sơ đồ. Ví dụ như chúng ta đọc cái sơ đồ này thì chúng ta phải tìm đúng tên của nó và đúng năm sản xuất, đúng không ạ? Đúng đời, đúng năm sản xuất. Vì hiện tại có rất nhiều xe nó khác đời nhau rất nhiều. Ví dụ những cái đời xe của Ablette thôi chẳng hạn, hay Lip chẳng hạn, có những đời khóa cơ, có những đời khóa thường. Nếu chúng ta không để ý, chúng ta nhầm lẫn là chúng ta sẽ bị nhầm ngay. Nó rất cơ bản thôi. Ví dụ như có cái đời xe là SM của khóa cơ, tức là khóa dùng sử dụng chìa khóa, có những đời khóa Smart Key chẳng hạn, nó khác nhau. Nên là chúng ta cần phải quan tâm đến cái đầu tiên, đó là phải đọc tên đã, đúng không ạ? Giống như mọi người muốn tìm đến một phần nào đấy, chúng ta phải tìm đúng đời. Rồi, muốn biết làm sao tìm tra đúng đời thì mọi người mở phần mềm Omoto, mọi người tra tìm đúng đời xe của mình. Cái xe thì mình phải nhận diện được nó đời năm bao nhiêu mới biết được, đúng không? Nhiều anh em bây giờ bảo em không biết nhận diện được đời nó năm bao nhiêu thì cái đấy thì rất là khó. Mọi người phải tự động nhận diện được nó là cái xe đấy năm bao nhiêu thì lúc đấy chúng ta lên trên mạng, trên phần mềm chúng ta mới tra được. Đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta cần tìm hiểu đến những cái phần. Rồi, mọi người thấy được cái bắt đầu thấy nó khác chưa ạ? Và có một số anh em là comment từ rất lâu rồi bây giờ nó mới lỗi đến đây sao ấy. Đúng không?
Rồi mọi người thấy được cái phần tài liệu bây giờ em đã thay đổi rất là nhiều. Rất là chi tiết về cái vấn đề đọc đọc sơ đồ này, rất chi tiết để chúng ta biết được. Ví dụ như mọi người sẽ thấy được là ở đây là cái cách mà chúng ta đọc những cái đời xe ESM, những cái đời năm một đời một rắc, những đời gì ạ? Đời một rắc này, ví dụ em cứ gọi là đời 110, đời một rắc. Chúng ta sẽ thấy được ở đây vẽ rất là rõ. Mà chúng ta đầu tiên để chúng ta làm được thì chúng ta phải đọc được cái gì ạ? Cái hướng nhìn, chúng ta phải biết được cái hướng nhìn của gì ạ? Cái sơ đồ để chúng ta xác định được cái vị trí chân ở trên gì ạ? Chân trên 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 ESM và trên sơ đồ nó giống hệt nhau. Thì mọi người phải đọc được cái trên sơ đồ và cái thực tế trên ESM nó như thế nào. Đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta cần quan tâm đó là cái góc nhìn, cái hướng nhìn, mọi người phải hình dung cái hướng nhìn đúng không ạ? Cái hướng nhìn nhá. Chọn cái hướng nhìn ở đây. Mọi người phải chọn được cái hướng nhìn nhá. Cái hướng nhìn ở đây là gì? Mọi người sẽ thấy được là cái hướng nhìn chúng ta rất quan trọng. Nếu chúng ta chọn sai hướng nhìn, chúng ta sai hoàn toàn. Ví dụ như ở đây mọi người thấy được cái dân ESM. Cái chân ESM này nó sẽ là 33 chân, nó tượng trưng cho mỗi một chân này nó sẽ tượng trưng cho cái sơ đồ của chúng ta. Đây mọi người quan sát cái sơ đồ này, ví dụ như cái sơ đồ của đời 110. Đây là ví dụ như sơ đồ 110 như này. Đúng không ạ? 33 chân. Thì cái biểu thị chân này, số chân này chính là chân 33 chân ở trên ESM. Mọi người quan sát lại đây. Cái 33 chân chúng ta nhìn trên sơ đồ ở đây này, cái phần chú thích ở đây 33 chân này nó chính là 33 chân của ESM. Và cái số thứ tự chân này chính là số thứ tự chân ở ESM. Ví dụ ở đây mọi người sẽ thấy được là nó là chân số 1 trên ESM này, trực tiếp trên ESM 33 chân này, đây là chân số 1, vẽ rất rõ ràng cho chúng ta. Đây là chân số 1, đúng không ạ? Đây là chân số 1, vẽ rất rõ ràng. Đúng không ạ? Đây là chân số 1. Đó, đây là chân số 1. Ở trên ESM thực tế nó cũng là đây là chân số 1. Rất rõ ràng luôn, đúng không ạ? Rồi tiếp theo chân số 1, số 2, số 3, số 4. Mọi người hình dung này, khi chúng ta đọc về sơ đồ ấy, chúng ta đừng quan tâm về màu dây. Với em không quan tâm về màu dây. Màu dây là cái gì? Màu dây là để hiển thị cho chúng ta biết từ điểm này đi đến điểm kia, chúng ta không bị lạc. Mọi người hình dung ạ? Ví dụ như trên xe chúng ta bây giờ hiện tại trên xe, ví dụ như bây giờ chẳng may nhà sản xuất người ta đã cho mình toàn là màu đen thì chúng ta không biết được là gì ạ? Cái dây này nó đi đâu về đâu. Bản chất cái dây màu dây ấy để hiển thị cho biết, để chúng ta biết được nó đi từ điểm này đến điểm kia. Nhưng ví dụ bây giờ mọi người hay anh em ấy đến học tại trung tâm thì rất nhiều cái xe ở ESM của em đã đổi hết cái vị trí chân rồi. Màu dây nó không còn như cái màu dây zin ở trên hãng nữa. Thì chúng ta sửa thế nào? Đúng không ạ? Mọi hình dung ra được như này. Nếu bây giờ này, cái ví dụ như bây giờ tình huống là bây giờ một cái chiếc ESM này bị chuột cắn. Vô tình chuột cắn đi chẳng hạn. Vô tình chuột cắn, nó cụt hết chân rồi. Thì anh thợ khác anh ấy thấy thế, anh ấy cụt hết chân rồi, anh hàn vào, anh đổi hết tất cả các vị trí màu dây đi vì anh thấy nó đứt hết dây rồi. Anh ấy hàn một đống dây và toàn màu đen. Thì mọi người nếu chúng ta không hiểu được bản chất của chân, từng chân của ESM, chân mới là cái chức năng chính của ESM, nó điều khiển cái mạch đấy. Còn cái đường dây chỉ là hiển thị từ cái chân ESM đến cái thiết bị hoặc đến cái mạch của nó mà thôi. Để chúng ta không bị lạc vào trong những cái đống dây 33 chân hoặc là một đống dây đấy, chúng ta không bị lạc. Là vì để làm sao ạ? Để chúng ta phân biệt được cái dây mạch dây đấy chúng ta cần tìm. Còn cái chính mà muốn chia sẻ với mọi người đó là cách chúng ta phải hiểu được cái số thứ tự chân. Vì cái số thứ tự chân ở trên ESM nó mới là chính xác. Mọi người hình dung chưa? Rồi cái đây là mô phỏng cho mọi người thấy được là cái 33 chân của chúng ta ấy, mọi người hay nhìn cái dây rắc của mình đúng không ạ? Cuống rắc này. Cái cuống rắc này 33 chân thì mọi người sẽ thấy được là ở đây nó cũng là 33 chân. Giống hệt nhau, đúng không ạ? Đang vẽ cái trên ESM ấy, cái sơ đồ ấy, người ta đang vẽ mô phỏng cho chúng ta biết được cái 33 chân này nó nằm đây. Đó, 33 chân nằm đây. Để em thử mô phỏng nhá. Hiện tại đây thì lại đang không có cái ESM của cái rắc 33 chân. Thì lấy tạm cho mọi người cái nhìn qua cái rắc là rắc của Smart Key. Nó cũng vậy thôi, đúng không ạ? Nó cũng là rắc 33 chân ở đây. Rắc 33 chân thì chúng ta phải biết cách đọc. Đầu tiên mọi người quan sát là chúng ta phải đọc được cái góc nhìn. Góc nhìn ở đây chính là người ta đang vẽ ở trên ESM ấy. Cái chân trên sơ đồ mạch điện là chính người ta đang vẽ cái góc mà theo mọi người đang nhìn ở đây. Chính là cái rắc như này. Rắc 33 chân chúng ta phải nhìn thẳng vào rắc 33 chân ở đây. Đúng không ạ? Dọc 33 chân ở trên này, chúng ta phải nhìn được vào số thứ tự của chân. Đây chính là cái mô phỏng mà của cái nhà sản xuất, tức là nhà sản xuất hãng Honda hay các hãng khác, người ta đều mô phỏng cho mọi người biết được là 33 chân trên chức năng của ESM nó to như này. Mọi người hình dung ạ? Đây là 33 chân này.
thì mọi người hình dung ra được cả cái sơ đồ, cái góc nhìn mà mọi người đang nhìn đấy, cái cách mọi người đang nhìn là nhìn thẳng vào đây này, giống như em đây là ví dụ như quan sát như mình nhìn nó sẽ nhìn thẳng vào cái rác ba ba chân này, và chúng ta cũng phân tích ở trên mạch điện rất rõ ràng thì sẽ giải thích cho mọi người ở đây. Đó là chúng ta sẽ phải nhìn vào cái góc nhìn mọi người, như cái góc này là chính là cái góc mọi người nhìn ở đây, góc nhìn. Thì bây giờ mọi người phải biết được đâu là chân số 1, đâu là chân số 2 và đâu là chân số 3, hoặc là đâu là chân 33, đâu là chân 23. Đó là cách chúng ta phải nhìn được cái chân ở trên ESM. Khi mọi người nhìn được cái góc và số thứ tự này rồi thì mọi người mới tính tiếp được, đúng không ạ? Vì sao? Vì mình phải xác định chính xác ở cái trên sơ đồ và thực tế nó nằm ở đâu, đúng không ạ? Bây giờ ví dụ mọi người sẽ thấy ở đây, đây ví dụ như này, một cái mạch dây như này, mọi người sẽ thấy được là ở trên ESM này thì nó cũng mô phỏng là mọi người phải nhìn vào cái gáy nhá, cái gáy này. Ở đây là hình ảnh này đang mô phỏng cho mọi người cái hướng nhìn này. Mọi người nhìn thấy cái hình ở hình số 2 ở trên này không ạ? Hình số 2 này là cái mô phỏng cho mọi người nhìn cái góc nhìn, là chúng ta phải nhìn thẳng vào cái gáy rác này để chúng ta biết được nó là vị trí nào, nó nằm ở đâu, đúng không ạ? Đấy là cách mà chia sẻ cho mọi người, đó là nhìn góc nhìn. Đầu tiên chúng ta phải chọn cái hướng nhìn, cái góc nhìn nó mới chính xác. Đó, mọi người hiểu cái này không ạ? Đây nhá, trên sơ đồ mạch điện chúng ta cũng có này. Rồi mọi người quan sát này, đây là cái trên sơ đồ mạch điện này. Ở trên sơ đồ mạch điện chúng ta cũng có cái phần này. Anh em chúng ta học rồi đúng không ạ? Một số anh em đã được học qua cái phần đọc hiểu sơ đồ rồi. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là trên sơ đồ mạch điện này đều có ba ba chân. Đây chính là hiển thân cho cái rắc chúng ta nhìn thẳng vào. Mọi người đúng không ạ? Rắc nhìn thẳng vào. Thì mọi người sẽ thấy được là cái rắc ở đây nhìn vào nó bị sao ạ? Rắc nhìn thẳng vào. Thì chúng ta sẽ thấy được là đây là chính là ba ba chân ở trên ESM. Và chúng ta sẽ thấy được ba ba chân này nó hiển thị như thế nào. Mọi người sẽ thấy được là chúng ta mở sơ đồ ra nhá. Anh em cầm trên sơ đồ trên tay nhá. Chúng ta cùng nhìn vào cái sơ đồ đó, cùng nhìn vào sơ đồ nhá. Ở trên sơ đồ mọi người nhìn được trên sơ đồ chưa ạ? Trên sơ đồ của mình ở góc dưới nó có cái ba ba chân này không ạ? Ba ba chân. Rồi ba ba chân này, được không ạ? Ba ba chân mọi người nhìn được chưa? Ok thì cái nào? Ok chưa? Ok rồi chúng ta tiếp tục nhá. Ok chưa? Ta cũng nhìn được đúng không ạ? Ba ba chân. Ba ba chân rồi mọi người hình dung chưa? Ba ba chân. Rồi mọi người comment đi, ok chưa? Comment đi ạ. Đúng rồi. Cho vô rắc lên trời. Rồi một cái anh chia sẻ rất là hay. Mọi người hình dung ở đây người ta vẽ rất chính xác cho chúng ta này. Cái vấu của gì ạ? Của cái ESM này, nó đều có ở đây này. Cái vấu, đây chính là cái vấu mà chúng ta cần quan tâm. Chúng ta cần nhìn vào nha. Vẽ rất giống hệt luôn cái phần ở đây. Rồi chúng ta nhìn cầm trên tay cái sơ đồ. Bây giờ em cần tìm, ví dụ bây giờ chúng ta cần tìm cái chân số 12 chẳng hạn. Mọi người tìm cho em chân số 12 ở trên sơ đồ. Sơ đồ lít 110 nhá. Rồi mọi người quan sát này, bây giờ mọi người tìm cho em cái chân 12. Chân số 12 ở trên ESM. Đây trên sơ đồ nhá. Đây chân sơ đồ này, ví dụ đây là sơ đồ này. Chúng ta không tìm hiểu sơ đồ chân số 12 chúng ta tìm đâu. Thì mọi người sẽ thấy được là cái chân số 12. Ồ xe này không có 12 à? Đó, chân số này không có 12. Bây giờ chúng ta thử tìm lại cái chân số số mấy nhỉ? Số 16 đúng không ạ? Số 16. Chân số 16. Đúng không ạ? Thử tìm chân số 16 nhá. Rồi, thế mọi người tìm cho em chân số 16 ở trên sơ đồ của lít 110. Sơ đồ của lít 110 nhá. Sơ đồ của lít 110. Bây giờ mọi người comment lại cho em nó chân đấy là điều khiển chức năng nó là gì ạ? Nó nằm ở hàng nào đúng không ạ? Ở hàng nào đúng không ạ? Chân số 16 chức năng là gì và nằm ở hàng nào? Mọi người comment lại mà. Rồi đừng ai. À một số anh em là quy ước là từ trái qua phải là không phải nhá. Đây chúng ta cùng quan sát này. Vâng, chân số 12 mọi người nhìn ở trên sơ đồ của trên tay mình cầm chưa? Chân số 12 ở đây đúng không ạ? Mọi người, một số anh em là chúng ta hay quy ước là từ trái qua phải, nó không phải đâu nhá. Mọi người hình dung này, ở đây là mọi người hình dung rất nhiều anh em là quy ước chân bên trái này nó 1 và nhìn sang bên phải là không phải đâu nhá. Mọi người hình dung ra đây là cái đời cũ thì người ta sẽ quy ước từ trái qua phải như này. Thì mọi người nên lưu ý là chúng ta không nên quan tâm là nó đi từ trái qua phải hay từ phải qua trái, mà chúng ta cùng quan tâm là ở dưới này nó sẽ có bảng chú thích. Đúng không ạ?
Mọi người hình dung ra được là đây nó có bảng chú thích rồi. Ví dụ người ta chú thích bên tay trái này là một thì chúng ta đọc đây là một. Nhưng đối với những dòng xe đời mới bây giờ ấy, ví dụ anh mở SH 2019 ấy, nó khác hoàn toàn. Nó quay sang bên này, nó chân số bên phải mới là một, từ phải qua trái cơ, không phải từ trái qua phải. Nên là mọi người lưu ý đừng có cái nhớ cái kiểu dạng là thì từ trái qua phải. Mọi người dung không ạ? Đừng cái nghĩ cái kiểu là từ trái qua phải, mà chúng ta phải tôn trọng cái người vẽ sơ đồ. Tức là người ta vẽ sơ đồ ra, người ta ký hiệu bên nào là một thì mình phải đọc theo sơ đồ đó là một. Chứ không phải là chúng ta nghĩ được là đây là một, từ trái qua phải là một, không phải, đúng không ạ? Rồi đúng không ạ? Mọi người dung không ạ? Rồi, chân số 12 là chân điều khiển kim phun. Rồi nó có màu dây gì chẳng hạn, đúng không ạ? Màu dây gì thì chúng ta sẽ đọc được đây, bảng màu dây P sọc bu, đúng không ạ? P sọc bu, đúng không ạ? Thì mọi người sẽ cùng vào chúng ta cùng tra cứu ở trên cái bảng sơ đồ đó. À, bảng màu dây hôm trước em tra cho mọi người ấy, thì mọi người sẽ tra cứu nó là màu gì. Thì chúng ta cố gắng học được cái những cái màu dây này ấy, khi chúng ta đọc ở trên sơ đồ ấy nó cực kỳ nhanh. Chúng ta chỉ liếc qua chúng ta đã nhìn được rồi, đúng không ạ? Liếc qua chúng ta xong rồi. Rồi được chưa mọi người, hình dung chưa? À, chân số 16, xin lỗi mọi người, chân số 16, chân số 12. Chân số 16, chân điều khiển kim phun. Chân 12 không có, lúc nãy chân 12 không có, đúng không ạ? Chân số 16. Rồi thì mọi người sẽ thấy được là ở đây nhá. Ở đây nó là từ trái qua phải. Mọi người bây giờ mọi người mở cái kim phun, à, mở cái phần mềm Omoto, mọi người thử tìm cho em con sơ đồ nguyên lý của CSH đời 2017-19 ấy. Mọi người mở ra mọi người sẽ thấy kéo xuống dưới cái phần chú thích này. Mọi người sẽ thấy được là nó lại làm từ trái qua phải, à, từ phải qua trái chứ không phải từ trái qua phải. Vào chân số 16 nhá, không phải chân số 12, nhầm lẫn, xin lỗi mọi người, nhầm chân số 12, xe này nó không có. Xe này không có chân số 12. Rồi mọi người sẽ thấy, nhớ là cái việc đầu tiên chúng ta cần quan tâm. À đây, chân số 12 đây rồi, chân số 12 là chân CKV. Đấy, em không nhìn. Rồi cảm ơn anh Hùng. Chân CKV, đúng không ạ? Có 12 mà. Rồi mã lỗi bỏ qua, không quan tâm. Không quan tâm mã lỗi, em đang là hỏi cái về số. Rồi thì bây giờ mình muốn tìm ở trên chân số 16 mình có tìm được không? Ví dụ bây giờ em đang tìm chân số 16, mình tìm ở trên sơ đồ dây được không? Rồi có 12, lúc nãy có chân 12, lúc nãy không nhìn. Rồi, đây chân 12 nó là PCB. Đó. Có chân 12 nhá, em không nhìn vào sơ đồ, không để ý sơ đồ. Rồi mọi người sẽ thấy được là bây giờ cái góc nhìn của chúng ta này, chúng ta quan tâm ở đây là cái góc nhìn là chúng ta cần biết được cái số thứ tự ở trên cái xe mà người ta vẽ cho mình là cái gì. Mình phải hình dung ra được vấn đề đấy, đúng không ạ? Rồi, hồng sọc xanh dương, rồi rất anh em đã tra rồi. Giảm mát cho kim phun. Rồi mọi người thấy được là mình đã đọc được sơ đồ chưa? Bắt đầu đọc được sơ đồ chưa? Đó, bắt đầu đọc sơ đồ rồi. Rồi mọi người chút nữa, hoặc bây giờ mà nếu bây giờ mà đợi mọi người mở cái phần mềm ra nó rất mất thời gian. Mọi người thử mở sau này nhé, mọi người có thể ghi lại vào cái tờ giấy của mình ý. Ví dụ bây giờ mình muốn tìm ở trên SM này, ví dụ như tìm chân số bao nhiêu mình có thể tìm được không? Ở trên thực tế mình có tìm được không? Ví dụ ở trên số 16 này, đây là trên SM nhá. Bây giờ em tìm ở trên thực tế trên SM này, cái rắc của SM luôn này. Bây giờ em tìm ở trên rắc xe này, em tìm chân số 16 thì nó nằm ở đâu, đúng không ạ? Mọi người thấy được là quy ước này, chân bên trái này là 1 này. Đây là 1. Đúng không ạ? Chân số này là 1. Chân số 1. À, ví dụ đây mọi người thấy được chân trái này, cái hình ảnh này nó giống hệt nhau không? Đây chân số 1 ở đây bên trái này. Chân số 11 là bên này. Thì bây giờ chúng ta thấy được là chúng ta cần biết ngay chân đầu này nó chân hàng số 2 này, nó là chân số 12 rồi. Thì chúng ta có bao giờ sử dụng bằng cách là chúng ta lấy đếm từ 10 từ 1 đến 16 không? Hay là chúng ta đếm thẳng từ 12 đến 16 luôn? Đúng không ạ? Chúng ta đếm thẳng từ 12 đến 16 đúng không ạ? Ví dụ đây là 10, 12 này, 13, 14, 15, 16 đúng không ạ? Đây chính là chân số 16 mà chúng ta cần tìm. Và trên số này chúng ta cũng tìm được là chân số 12, 13, 14, 15, 16 là chân này chẳng hạn. Ví dụ đây chân số 16 là chúng ta tìm được ngay trên SM. Hoặc là trên cái bộ dây này chúng ta cũng tìm được này. Trên bộ dây này chúng ta cũng tìm được đúng không ạ? Hoặc bây giờ chúng ta cùng nhìn trên sơ đồ này. Ở cái hàng số 2 này, ví dụ ở đây chỗ số 12 này, hàng số 2 này 1 2 3 4 5 6 đúng không ạ? 12 13 14 15 16 là chúng ta cũng có thể tìm được ở trên ESM này được đúng không ạ? Đó là cách chúng ta đọc cái vị trí chân ở trên ESM và cái hướng nhìn chúng ta cần nhìn vào. Rồi mọi người thấy ok không ạ? Được chưa? Mọi người biết cái phương pháp mà mọi người đã hình dung ra cái phương pháp mà chúng ta đọc cái thứ tự trên ESM chưa? Và trên ESM người ta có vẽ ở đây chính là cái số thứ tự. Rồi hình dung nhá, những cái đời xe nào mà có ba rắc người ta sẽ ký hiệu là A1, B1 hoặc là gì đó C1 thì đó chính là cái loại ba rắc. Ví dụ như là loại xe này, loại đời từ này thì người ta sẽ ký hiệu là ba rắc, rắc A, rắc B và rắc C. Còn cái dòng xe đời cũ, đời 110 này người ta sẽ không ghi là A, B, C ở đây mà người ta chỉ ghi là 1, 2 và 3. Vâng, mọi người dùng chưa? 1, 2 và 3. Đó là cái chân này. Được không ạ? Đó chân điều khiển kim phun.
Ví dụ như vậy, đây là cái đời mà ba rắc thì nó sẽ như này. Còn đời 4, à, cái đời một rắc thì nó sẽ không ký hiệu là ABC. Và đây nó chỉ ký hiệu là số 1, số 2, số 3, số 4. Còn đời ba rắc như này nó sẽ ký hiệu là rắc A. Rắc A chính là ba ba chân. Rắc B là đây là chính là cái rắc rắc bên cạnh này. Chúng ta sẽ nhìn thấy được. Chút nữa sẽ tìm hiểu về cái rắc đấy. Rồi, mọi người hình dung ra chưa? Đây là chính là cái cách mà chúng ta nhìn ở trên sơ đồ này, chính là các cái số ở trong cái ESM này chính là cái số chân. Đây mọi người quan sát, đây là cái số chân nhá. Đây là cái số chân này. Đó, đây là số chân. Đây là số chân đúng không ạ? Trên ESM. Rồi. Đây là cái cách mọi người là chia sẻ mọi người cách chúng ta đọc số chân. Đời 110 nó là như này đúng không ạ? Đời 110. Đời 110. Rồi. Tiếp theo chúng ta chuyển sang một đời nữa là đời gọi mọi người hay gọi là đời từ đúng không ạ? Đời đời từ, đời IC to. Hồi thế đấy đời IC to này nó làm sao ạ? Đời IC to này nó sẽ là rắc 3 ba chân của cái đời này. Thì mọi người sẽ thấy được là cái chân số nó sẽ, người ta sẽ ký hiệu là A1, B1 và gì ạ? C1. Thì chúng ta sẽ thấy được là ở trên ESM cái rắc A này chính là rắc 3 ba chân, giống hệt như cái rắc cũ của đời ESM cũ của chúng ta mà thôi, nó là 3 ba chân. Còn cái rắc B, rắc C nó sẽ ký hiệu rất rõ ràng ở trên cái phần của chúng ta. Rất rõ ràng ở trên này. Đây, rất rõ ràng ở phần này nhá. Đấy, mọi người quan sát ở đây là cái chân, ví dụ rắc B chúng ta là rắc 5 chân, đầu lối 5B này, đầu lối 5B là 5 chân ở đây. Thì mọi người quan sát là 5B này ở đâu, chúng ta sẽ nhìn ở trên sơ đồ. Chúng ta xin sơ đồ, ví dụ như đây chúng ta nhìn sơ đồ của lít 125. Lít 125 ở đây chẳng hạn. Ví dụ như đây. Ví dụ lít 125 ở đây, chúng ta cùng quan sát ví dụ như là chân số A1, A2, A3. Ví dụ như là ở trên này người ta sẽ ghi là A1. A1 thì trên sơ đồ của chúng ta các chân số chân này người ta cũng ghi là A1, thì số cái số này mà ghi là A1 thì chính là nó đang nằm ở những cái rắc A này đúng không ạ? Rồi. Đúng không ạ? Rắc A, rắc B, rắc C mọi hình dung chưa? Ví dụ đây là cái rắc B thì chúng ta sẽ tìm ở rắc B, ví dụ như ở đây là B B3. Chân B3 này chân điều khiển dập mát cho cái đèn. Mọi người thấy được cái đèn đời xe lít từ 2013 trở đi này bắt đầu nó sẽ là gì ạ? Do ESM điều khiển dập mát cho đèn đúng không ạ? ESM điều khiển dập mát cho đèn. Ví dụ như cái đời xe đời sợi đốt, đèn sợi đốt thì ESM sẽ điều khiển dập mát cho đèn. Thì chúng ta sẽ thấy được chân số B3. B3 nó sẽ nằm ở đây rắc này. Chính là chân điều khiển dập mát cho đèn. Đúng không ạ? B3. Ok, đúng không ạ? Đúng rồi, hình dung ra chưa? Cái rắc A, rắc B, rắc C chưa? Trên ESM. Rồi, có một số anh em là bây giờ bảo là gì ạ? Đọc được nhưng mà khách hối không làm được đúng không ạ? Hối thì kệ người ta thôi, việc mình làm mình sửa chữa làm sao mình phải vội, kỹ thuật mà. Có những cái việc vội được, có những việc không thể vội được, đúng không ạ? Có những việc anh ôm đến 5 ngày anh đã ra được chưa? Làm sao mà dục được đúng không ạ? Có những cái gì mình làm được ngay thì sẽ làm ngay, còn những cái nào mà chưa làm được ngay thì bắt buộc phải chờ thôi. Rồi, thì bây giờ ví dụ như vậy thì bây giờ mình đọc một cái solo của Lead 120 Vision 2021 mình có đọc được không? Đúng không ạ? Khi mình hiểu được vấn đề và hiểu được cái cách đọc sơ đồ thì tất cả những cái xe mới đến mình cũng đều làm được hết. 2020, 2022, 2023 khi chưa ra thị trường chúng ta đều đọc được. Đúng không ạ? Đó là cách đọc. Rồi, đây là mình đã thấy được cái sơ đồ. Rồi, mọi người thấy được cái file slide này nó chi tiết không ạ? Bây giờ ví dụ như là mọi người thấy được nhìn như này, mọi người có thể đọc được ở trên sơ đồ không? Ví dụ như này. Tương tác đọc comment của anh em chút nhỉ. Rất nhiều góc nhìn. Khi tương tác với nhiều anh em mới bắt đầu mới hiểu được cái anh em tư suy nghĩ của anh em thợ nhiều hơn đúng không? Tương tác nhiều hơn. Rồi không sao, đó là nhiều góc nhìn khác nhau. Nhiều cách nhìn, nhiều góc nhìn khác nhau, đúng không? Mỗi một người có một góc nhìn khác. Đúng không ạ? Không vấn đề gì cả. Rồi, đấy là cái phương pháp của em, đó là chia sẻ cho mọi người cách chúng ta phải nhìn. Mọi người phải đọc được sơ đồ nhá. Không đọc được sơ đồ rất là khó cho những sửa xe, những xe đời mới. Và ok. Vâng. Và cái đọc sơ đồ nó rất là hay trong vấn đề các cách chia sẻ mọi người cách đọc như này. Đúng không ạ?
Rồi đối với những cái đời xe mà chúng ta thấy được là nó sẽ nằm ở những hàng dây, hoặc là chúng ta mọi người lưu ý này, chúng ta đọc ấy, đừng đừng quan tâm là đọc, chúng ta sẽ đọc là cái chân đời này đời kia, mà mọi người hãy lưu ý là chúng ta đọc sơ đồ nào chúng ta làm xe nào chúng ta làm sơ đồ xe đấy, đúng không ạ? Anh Thắm, anh Nguyễn Thắm thì mọi người lưu ý là không phải là dập cấp mát nha, mà đây là người ta sẽ gọi dập mát. Vâng, ok. Mọi người sẽ quan sát ở đây là chúng ta sẽ có những cái hướng nhìn, cái hướng nhìn, cái góc nhìn ở đây là mọi người sẽ thấy được là cái vị trí chân ở trên xe này chúng ta lọc ấy. Nhiều lúc bây giờ chia sẻ xong này là coi như là mình hết mất rồi, hết mất chất rồi. Chia sẻ xong là mình mất chất luôn rồi. Những cái slide này dạy chia sẻ đợt này em sẽ sửa sang rất là nhiều, tâm huyết hơn rất nhiều. Nhưng mà rồi, đó rồi, quan sát này. Ở đây chúng ta cùng quan sát là ở cái ví dụ như ở trên SM này thì mọi người hãy đọc cái trên cái mỗi một sơ đồ nguyên lý ấy. Sơ đồ nguyên lý mọi người sẽ nhìn thấy được cái sơ đồ nguyên lý chúng ta ấy, nó sẽ có vị trí chân, và chúng ta đọc đời nào chúng ta nhìn vào sơ đồ đời đấy, chúng ta không cần phải nhớ nhá, đừng nhớ quá nhiều, chúng ta hiểu cái phương pháp đọc thôi. Còn cái việc mà ở đây chúng ta nhớ quá nhiều là nó bị sẽ bị loạn đấy. Rất nhiều anh em mà quy ước là từ trái qua phải, từ phải qua trái, rất là dối, rất là dối, rất là dối. Chúng ta cần quan tâm là gì, chúng ta đọc sơ đồ nào chúng ta nhìn vào khoảng chú thích của sơ đồ đấy thì chúng ta thấy được là nó sẽ chính xác hơn rất nhiều. Hoặc là ví dụ như mọi người lưu ý là ở với cái đời xe 110 đời cũ ấy, ví dụ như đời này đời cũ hoặc là 125 đời cũ thì nó người ta sẽ quy ước là từ trái qua phải. Nhưng mày mai ngày mai mà đến bây giờ mọi người mở cái phần mềm, cái tay mọi người cầm điện thoại ấy, mở cái phần mềm ôn mô tô và chúng ta chọn vào cái phần đó là sơ đồ nguyên lý động cơ của xe SH đời 2019. Mọi người mở ra xem nó sẽ quy ước từ phải qua trái chứ không phải từ trái qua phải. Vâng, đúng không ạ? Từ quy ước từ phải qua trái chứ không phải từ trái qua phải. Anh nào đã đọc sơ đồ của lít SH125 chưa? Anh nào đọc chưa? SH đời đời 2017-19 anh nào đọc chưa? Nó sẽ quy ước từ phải qua trái chứ không phải từ trái qua phải. Nên chúng ta lưu ý là đừng có quan tâm đến cái việc là nó chạy đâu là một trái hay phải, đừng quan tâm mà chúng ta đọc ở dưới. Mọi người lưu ý là có rất nhiều anh em chúng ta đọc sơ đồ ấy, mọi người đọc đọc cái hướng là cái hướng mà mọi người đang nhìn này, em đang mô phỏng mọi người nhìn này. Chúng ta phải nhìn vào đúng cái trực tiếp trực diện ở bên này. Ví dụ ở đây nó là một, đúng không ạ? Quy ước ở đây chúng ta đọc sơ đồ đó là một thì chúng ta sẽ phải nhìn đây là một. Chân số 1 ở đây. Đúng không ạ? Chân số 1 đây này. Đúng không ạ? Có rất nhiều anh em nhìn nhầm, hoặc là chúng ta đã biết được đây, xác định đây là chân số 1 rồi, từ trái qua phải mà. Thì đây là chân số 1. Nhưng khi chúng ta rút rắc ra ấy, đây mọi người lưu ý nhá, ở đây này, rút rắc ra này, rút rắc ra thì một số anh em quay ngược lại và mắt mình nhìn thì nó lại là đây là chân số 1. Đấy, nó ngược rất nhiều. Nếu theo sơ đồ ấy, nếu theo sơ đồ thì đây nhá, tay này là số 1 đúng không? Nếu theo sơ đồ thì đây là số 1, nhưng mà rút rắc ra, quay ngược lại và mắt nhìn thì đây lại là số 1. Mà tay này lại là số 2. Thế mọi người lưu ý là cái việc mà chúng ta phải nhìn quan sát. Khi chúng ta đo là chúng ta đo trực tiếp hoặc góc chúng ta nhìn là chúng ta sẽ nhìn thẳng vào dây gáy này. Đó, nhưng khi chúng ta rút rắc ra hoặc một số anh em rút rắc ra thì nó lại đọc ngược lại, lại bắt đầu quay ước, quy ước lại đây là số 1. Mà thực tế đây mới là số 1. Đó, đây mới là số 1. Cái đây mới là chính là cái góc mà chúng ta nhìn. Góc chúng ta nhìn đây. Nếu chúng ta quay ngược mặt lại như này thì chúng ta phải đảo cái mặt, đảo cái góc nhìn lại, nó phải từ phải qua trái. Đúng không ạ? Nó sẽ rất nhiều anh em bị nhầm điểm này. Đúng không ạ? Đây là chân số 1, số 2, số 3, số 4. Đó là một cái. Hoặc là nhiều anh em chúng ta rút rắc ra, chúng ta rút giữ tay luôn ở ngón cái như thế này để chúng ta làm sao rút rắc ra và chúng ta đánh dấu đây là chân số 1. Đó, đây là chân số 1. Thì đó mới là cái quan trọng chúng ta đọc. Nếu chúng ta bị nhầm, mọi người mà nhầm chân, nhầm số 1 là chúng ta nhầm phương hướng, là chúng ta sai hoàn toàn luôn. Đó. Rồi, không quan trọng là những cái đời nào là xác định đời nào nó từ phải qua trái, không quan tâm. Mọi người hãy dùng lưu ý là chúng ta đọc sơ đồ nào chúng ta nhìn sơ đồ, chú thích bảng sơ đồ đấy. Ví dụ như ở đây em đọc sơ đồ của lít 110 này chẳng hạn. Ví dụ đây em đọc sơ đồ lít 110 này thì em sẽ quay quy ước là em sẽ nhìn xuống dưới. Tôn trọng cái người vẽ sơ đồ là chúng ta nhìn xuống dưới. Ở đây dưới này nó sẽ làm gì, người ta sẽ quy ước đâu là 1, đâu là 2 thì cứ thế mà ta làm, đúng không ạ? Đừng có cứ nghĩ mình phức tạp nên làm gì. Vâng, thì mọi người lưu ý là chúng ta đọc sơ đồ nào chúng ta nhìn sơ đồ đấy, đừng bắt buộc mình phải nhớ là từ phải qua trái, từ trái qua phải, không quan tâm. Cứ nhìn xuống dưới này, đừng cứ nhìn xuống dưới này là cái đây là em xem là cái góc nhìn thẳng đâu là số 1 thì cứ thế mà làm, đúng không ạ? Đâu là số 1 cứ thế mà làm. Ok không ạ? Ok chưa ạ? Đúng rồi, chúng ta phải tôn trọng người vẽ, tôn trọng người vẽ, tức là mọi người hình dung ra đây nhỉ, tôn trọng người vẽ.
Người ta vẽ chân nào là một thì mình quy ước đó là một. Đừng có sáng tác làm gì, đừng có nghĩ làm gì cả. Đừng có nghĩ mình thế này thế kia, đừng nghĩ nhiều quá. Cứ đọc. Cái mục đích của người hình dung này, cái tra cứu là gì? À cái phương pháp đọc hiểu sơ đồ là gì? Phương pháp tra cứu thôi. Tra cứu giống như mọi người đọc bản vẽ, đọc bản vẽ xây dựng, đọc bản vẽ quy hoạch ấy, anh em đọc bản vẽ quy hoạch, đọc bản vẽ xây dựng ấy, thì người ta sẽ có bảng chú thích ở đấy rất rõ, cái ô này là cái gì, cái này là cái gì, cái này là cái gì, thì cứ thế mà đọc thôi, đúng không ạ? Vâng, thì mọi người hình dung ra được cái phương pháp đọc chưa ạ? Cái chân số 1, chân số 2, chân số 3, chân số 4, chân số 5, số 6 nó nằm đâu? Ví dụ bây giờ là cái xe của mình nó báo lỗi kim phun. Đó, mọi người hình dung này, bây giờ chúng ta sửa xe này. Bây giờ đến phần sửa xe nha. Ví dụ nha, để chúng ta cùng tương tác. Ví dụ đây này. Mọi người đúng không ạ? Ví dụ đây này. Chúng ta cùng tương tác. À, cái xe này bây giờ cái xe của lít 110, khách đến báo lỗi kim phun thì mọi người biết ngay tìm ở đâu không? Tìm chân số bao nhiêu ạ? Bây giờ xe báo lỗi kim phun. Bây giờ ví dụ nha, cái xe đến báo lỗi kim phun. Chúng ta biết tìm ở đâu ạ? Đường dây nào, màu dây gì không ạ? Về chân bao nhiêu chân e xem không ạ? Và chân số đấy phải bao nhiêu vôn ạ? Ví dụ bây giờ nha, Ví dụ bây giờ chân số ở trên sơ đồ của lít này là chân số 16, là chân điều khiển kim phun vừa rồi giải thích cho anh em rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ mọi người hình dung này, bây giờ ví dụ một cái chiếc xe lít 110 đến nó báo lỗi kim phun, chúng ta biết tìm ở chân số bao nhiêu không ạ? Biết tìm chân số bao nhiêu không ạ? Rồi chân số 16 đúng không ạ? Một số anh em nói là chân số 16. Thì theo mọi người bình thường ở chân số 16 này, bình thường mọi người hình dung này, bây giờ nếu ví dụ ở chân số 16 này của chúng ta ấy, chân số 16 này, bây giờ nhá, chân số 16 này khi báo lỗi kim phun, đúng không ạ? Mọi người đo chân số 16 này phải có bao nhiêu vôn, đúng không ạ? Cái này em sẽ giải thích sau, ở trong phần sau. Đây chỉ hỏi qua mọi người thôi. Rồi. Rồi, có rất nhiều anh em đã nhìn được cái cách đọc sơ đồ rồi đúng không ạ? Mọi người phải đọc được sơ đồ, mọi người sẽ hiểu được điện áp. Giống như hôm qua em giải thích cho mọi người cái vấn đề đó là cái chân quận hút của dơ le nó có bao nhiêu vôn, đúng không ạ? Mọi người hình dung ra được này, ECM nó là não điện tử, nó chỉ hiểu con số điện áp chứ nó không quan tâm đến cái việc là đứt dây hay là đứt kim phun hay chập kim phun, nó không quan tâm. Mọi người hình dung như này, mọi người hình dung nhá, ECM nó là não điện tử, nó chỉ quan tâm con số điện áp, nó không quan tâm đến cái việc ở ngoài. Ví dụ như bây giờ mọi người hình dung ra như này, cái ECM mình nó có biết đứt dây không, hay nó hiểu theo cách nào để nó biết được đứt dây? Ví dụ như là bây giờ nó tại sao nó báo lỗi kim phun, mọi người phải hình dung ra được tại sao nó báo lỗi kim phun, đúng không ạ? Vì ở chân số 16, ví dụ ở trên xe lít này, nó vì chân số 16 này phải có 12V. Nếu không có 12V nó sẽ được lập trình nó là gì ạ? Báo lỗi 12. Cái này sẽ giải thích ở phần đọc hiểu chú thích, nó rất là rõ ràng ở phần sau, đúng không ạ? Số 12, đúng không ạ? Cái chân kim phun mọi người lưu nhá, ở riêng ở phần lửa bên phải bên sơ đồ này thường nó sẽ là 12V. Lửa bên phải của sơ đồ này nó thường là 12V. Ví dụ như ở đây, mọi người sẽ thấy được là chân số 7 này ở trên dơ le bơm xăng ấy, mọi người mở ngày mai anh nào nó có mua, mọi người em khuyên mọi người lên mua một chiếc xe SCR, một chiếc xe lít về nó chỉ có vài triệu đồng thôi, mọi người mở nó ra trải nghiệm nó đi. Để vì sao em nói là con lít SCR? Thứ nhất là nó rẻ tiền, thứ hai là nó có rất nhiều dơ le, là mọi người sẽ phải tìm hiểu về con dơ le đấy. Khi mọi người đọc được sơ đồ, mọi người chỉ cần tìm lên trên xe, mọi người tìm đúng màu dây đấy và chúng tìm đúng chân đấy mà là chúng ta đã hiểu được rồi. Chúng ta không cần quan tâm là nó phải màu nó như thế nào, nó bị rối, chỉ tìm đúng một vấn đề đấy. Ví dụ ở bên tay phải của sơ đồ này nó đều là 12V, vì sao? Nó tại vì qua chạy qua cuộn dây xong đến thẳng ở đây đợi ECM dập mát cho nó. Ví dụ chân số 7 nó cũng sẽ phải có 12V, bắt buộc phải có 12V nhá. Chân số 7 bắt buộc phải có 12V khi mở khóa điện. Chân số 1 cũng vậy, bắt buộc phải có 12V. Đúng không ạ? Chân số 16 cũng vậy, bắt buộc phải có 12V. Nhưng đối với dòng xe này, nếu chân số 16 không có 12V. Nếu chân số 16 này không có 12V là nó sẽ giảm được lập trình là gì? Báo lỗi kim phun. Đó là như vậy thôi, bản chất. Vì sao nó lại báo lỗi kim phun? Ở đây ngoài này nó sẽ báo mã lỗi 12 luôn này. Xe không khởi động động cơ. Cái này sẽ giải thích ở phần chú thích sau. Đúng không ạ? Rồi giải thích cho mọi người thấy có dễ hiểu không ạ? Cái phần mô bin kim phun, bơm xăng, mọi người phải để ý là chúng ta bật khi chúng ta mở khóa điện nên bắt buộc hao đo hai đầu đều phải có 12V. Đó là điều. Chỉ có đời nào mà có dơ le bơm xăng này thì nó khác một chút, vì nó liên quan đến dơ le bơm xăng thì nó sẽ chuyển sang mạch khác. Bơm xăng này lúc nào khi cái dơ le này dập mát thì bơm xăng này mới có điện. Đó, nó mới cấp điện cho dơ le bơm xăng. Đó, mọi người hiểu không ạ? Comment ạ. Đọc cái sơ đồ này nó hơi phức tạp nên một số anh em thấy nó chẳng liên quan gì đến xe cả. Nên là một số anh em cảm giác nó chán đúng không ạ?
Học điện mà bao giờ học kỹ thuật nó cũng chán lắm, học nó đau đầu lắm, nhức đầu lắm. Còn anh em rất thích thực tế, mà thực tế mà em vẫn khuyên mọi người là gì, sửa xe nó không quan tâm đến ban gì bệnh nào, đúng không? Mình có được chọn đâu, nên là mình sẽ phải cập nhật kiến thức của mình, còn xe nào đến mình làm xe đấy, mình không quan tâm, đúng không? Với em không quan tâm, nó là và khuyên mọi người là không quan tâm là nó là xe gì bệnh nào, thì xe gì bệnh nào thì mình cũng phải phải sửa. Ví dụ như mấy anh em trong hãng, người ta chỉ quan người ta chỉ chuyên sửa xe hãng này hãng kia thôi, ví dụ hãng Honda chuyên sửa Honda, hãng Yamaha chuyên sửa Yamaha, thế thôi. Còn anh em mình là thợ ngoài, dịch vụ ngoài, nó trên trời dưới biển, đúng không ạ? Xe gì đến cũng phải sửa, xe tăng đến cũng phải sửa, đúng không ạ? Vâng, rồi đó là như vậy, chúng ta cứ bình tĩnh mà làm, vì sơ đồ là rất là hay, đúng không ạ? Sơ đồ rất là hay. Vâng, đây mới chỉ là cái phần đầu thôi, sơ bộ phần đầu thôi, giãn giãn ra một chút để anh em cùng hiểu. Nhưng mọi người phải thấy này, vâng, mọi người nên học sơ đồ, cái này phương pháp là đọc sơ đồ rất là hay. Và anh em muốn đọc sơ đồ của Yamaha không, của Piaggio không, đúng không? Nó cực kỳ dễ. Máy chẩn đoán nó chỉ xác định cho mình được khoảng bao nhiêu phần trăm thôi, còn những cái lỗi nào thực tế là hỗ trợ mình rất nhiều trong vấn đề là kiểm tra về đường dây và hệ thống điện thì nó kiểm tra hỗ trợ mình rất nhiều. Còn đâu chúng ta cũng phải liên hệ về, cũng phải liên quan đến cái chỉ số hoặc là những cái vấn đề về về điện rất nhiều. Vâng, cái phương pháp này mọi người nên, chúng ta nên làm và chúng ta nên thực hành thường xuyên, nên có một chiếc xe nào đấy chúng ta trải nghiệm, nên có chiếc xe để chúng ta trải nghiệm để chúng ta hiểu được cái vấn đề của đường dây. Khi chúng ta hiểu được một chiếc xe rồi thì toàn bộ tất cả các sơ đồ khác đều như nhau. Mọi người hình dung tất cả mọi người mọi hình dung tất cả mọi cái vấn đề ở đây, người ta đều theo một cái quy ước chung. Chúng ta học là học cái chung chứ không ta học cái riêng. Cái riêng nó chỉ là chi tiết, còn cái việc cái chung là chúng ta sẽ học trong chung tất cả các đời, nó tương tự nhau hết, đúng không ạ? Tương tự như nhau. Ví dụ như là những cái đời xe ví dụ ta làm cho những đời xe này, đời xe kia thì nó cũng tương tự nhau. Ví dụ như chúng ta làm máy làm hơi. Chẳng nhẽ mọi người sẽ thấy mọi người sẽ thấy được như này. Nếu chúng ta làm thế nào, không cần phải ghi rõ nhá anh nhá, có anh Tuyên là nói là ghi rõ từng mục chức năng, hoặc là mọi người hay mua những cái cuốn tài liệu mà nó vẽ về chân sơ đồ của chân chân chức năng của chân của e xem ấy, thì cái này em khuyên mọi người cũng không cần thiết phải như vậy đâu. Mọi người mở cái phần mềm điện thoại ra, mở lên mà đọc cái sơ đồ nguyên lý như này, mọi người biết ngay cái chân đấy nó bao nhiêu, làm bao nhiêu vị trí nào mà bao nó. Sau này đọc được những phần phần điện áp, hiểu được điện áp của nó thì mọi người sẽ biết được nó là bao nhiêu vôn luôn, không cần phải quá nhiều sơ đồ đâu, không cần phải quá nhiều cái phần tài liệu, vì thực tế mọi người sửa xe, mọi người nhiều lúc đôi lúc mọi người có đâu phải ở cửa hàng, đúng không? Vâng, buổi hôm nay tạm thời thì đã, bây giờ nó nhiều quá, nó căng quá, đúng không? Em thấy mọi người nhiều lúc là ở trên online cũng chia sẻ mọi người mức độ nào. Rồi, Piaggio không khó nhá. Piaggio không khó. Nó cũng rất dễ vì nó sẽ vẽ cả. Vâng. Anh Linh nó chả nhớ gì nữa nhưng mà về kiếm tiền là mầm thôi nha. Rồi chúng ta tiếp tục nhá, tiếp tục. Online nhiều lúc muốn hỏi mọi người qua cái vấn đề tương tác một chút nhưng mà nghe khó quá. Đúng không? Muốn tương tác, muốn hỏi mọi người trên cái phần mềm ô tô, mọi người phải mở phần mềm ra, mọi người tra ấy,
Nhưng mà như vậy thì nó hơi mất thời gian. Ví dụ như bây giờ em muốn hỏi mọi người mở phần mềm ra, mọi người tra cho em phần này phần kia, thì rất nhiều anh em lại không để ý cái vấn đề là ví dụ như là bây giờ mọi người phải tra cái phần mềm ra. Ví dụ như là ở đây này, muốn mọi người phải mở cái điện thoại, hôm nay muốn mục đích mọi người là mở cái điện thoại ra ấy, để làm gì ạ? Chúng ta tra cứu cái phần mềm. Ví dụ phần mềm ở đây chúng ta tra cứu là tìm kiếm một cái xe, một cái chân nào đấy của một chiếc xe xe nào đó bất kỳ, đúng không ạ? Ví dụ của Ram Honda bất kỳ, ví dụ như là chúng ta tìm ra là nó nằm ở vị trí chân nào, chúng ta phải tìm được. Rồi chúng ta cùng quan sát lại một lần nữa nhá, để chúng ta xác định được số chân là sướng rồi, là vui lắm rồi, đúng không ạ? Số chân này, sau đó một bậc chân, màu dây này, bao nhiêu thứ nữa, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta cùng hiểu được cái vấn đề là đọc số chân ở trên e xem chưa? Số chân trên e xem và góc nhìn chưa? Cái góc nhìn rất quan trọng, và sau đó đọc số chân. Vâng, anh vào phần mềm ôn mô tô ấy, ALL mô tô mọi người tải về. Trong đó chỉ mọi người chỉ việc khai báo cái thông tin của mình thôi là sẽ làm được. Đúng không ạ? Dùng bình thường. Không mất tiền nhá. Phần mềm đấy hoàn toàn miễn phí. Rồi chúng ta tiếp tục nhá, tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục. Rồi chúng ta sẽ thấy được ở đây là cái góc nhìn của và hàng chân số 2 này, hàng chân số 3 này ở trên e xem này cũng vậy, đúng không ạ? 33 chân e xem. Đúng không ạ? Rồi bây giờ anh có anh hỏi là thầy cho một vài ví dụ gì nhỉ anh nhỉ? Bây giờ cần ví dụ gì? Em rất là muốn hỏi mọi người để mọi người phải tìm tìm được cái sơ đồ và tìm được cái phương pháp đọc. Thì bây giờ mọi người mở phần mềm nhá, chúng ta cùng tương tác một chút này. À, bây giờ mọi người cùng tương tác với nhau một chút này. Bây giờ chúng ta sẽ tương tác với nhau vài phút này. Mọi người mở cho em cái phần mềm ôn mô tô. Phần mềm ôn mô tô mọi người tìm cho em cái sợ cái chân. À đây, bây giờ em hỏi nha. Mọi người có anh nào có tờ giấy in ra rồi thì cùng cùng làm, còn anh nào trông có thì mở phần mềm ra tìm cho em cái sơ đồ nguyên lý. Có anh em nào chưa biết tìm ở trên sơ đồ không? Trên phần mềm không? Ví dụ bây giờ chúng ta cần tìm trên phần mềm đấy. Tìm trên phần mềm nhá. Bây giờ ví dụ tìm trên phần mềm này. À, tìm trên phần mềm này nhá. Bây giờ anh nào có sơ đồ rồi, anh nào chưa có sơ đồ thì chúng ta mở trên phần mềm. Chúng ta tìm tìm cho em là ví dụ như bây giờ em tìm cái chân mọi người biết chân A20 này nó là chân gì không? Ví dụ chân A20 là chân gì không? Ví dụ nhá. Chân A20 tìm được không? Tìm được trên sơ đồ này không? Bây giờ mọi người tìm được trên sơ đồ không? Ví dụ bây giờ chân A20 trên sơ đồ này mọi người có tìm được ở trên thực tế không? Ví dụ em hỏi có chân A20 này ở trên sen lít 125 mà em cần tìm là chân A20 ở trên sơ đồ. Ở trên thực tế thì mọi người tìm ở đâu? Tìm được không ạ? Có tìm được không? Rồi, có một số anh em nói là đèn báo FI đúng không? Đấy nha, zoom lên. Chân A20. Hôm mọi người mở cho em cái file mà em gửi cho mọi người ấy. Em vào cái file mà em gửi cho mọi người là gì? Cái chữ ấy là cái chữ gì ấy ở trong eSem ấy. Rồi, cái file mà em gửi cho mọi người cái tên chức năng ở trong eSem ấy, chân 33 chân của eSem ấy, đúng không? Có nhìn được không ạ? Chân A20. Chân A20 có nhìn được không ạ? Rồi. Thì theo mọi người cái chân này nó nếu bình thường cái đèn FI của mình tắt thì nó bao nhiêu vôn? Theo mọi người là thì đèn FI này nó tắt chân 320 này. Nếu đèn FI không sáng nha, đèn FI tắt ấy, nó không báo lỗi ấy, thì chân này theo mọi người nó là bao nhiêu vôn?
Rồi mọi người tra ở cái bảng ấy. Rồi clip 125 đời 2013. À mọi người, nếu anh em nào đang sử dụng cái phần mềm ôn mô tô ấy thì mọi người tìm cho em nó là gì ạ? Cái chân này là chân gì nhỉ? À mở cái ra tìm vào Honda này, tìm chọn đời xe này và tài liệu nhá, tài liệu nhá, đừng vào tra cứu nó sẽ khác. Vào tài liệu thì mọi người sẽ tìm được cho em nó là dòng Honda này. Đúng không ạ? Lít 125 đời 2013, mở cho em sơ đồ nguyên lý động cơ, sơ đồ nguyên lý hệ thống động cơ. Mọi tìm cho em cái sơ đồ này và tìm cho em chân A20, xem chân A20 này nó là cái gì, đúng không ạ? Và câu hỏi là khi đèn FI của mình tắt thì nó là bao nhiêu volt? Rồi 12V đúng không ạ? Rồi ok, bỏ qua phần này nhá, thấy có vẻ anh em bắt đầu quải rồi. Rồi 12V rồi đúng không ạ? Chúng ta đều đọc được sơ đồ rồi. Đấy, dạ, rất nhiều anh em đã đọc được sơ đồ rồi. Cố gắng rèn luyện cách đọc sơ đồ nhá mọi người nhá. Cố gắng rèn luyện cách đọc sơ đồ thì sau này mọi người sẽ thấy được là sơ đồ nó rất hữu ích trong cái công việc sau này anh em sửa xe ấy. Còn cái công việc có một số anh em nói lại Vania CV nó là cái gì nhỉ? Sao lại Vania CV? Đời clip 125 là gì có Vania CV? Anh có xem nhìn nhầm nhá, có một số anh đang nhìn nhầm, từ từ để em mở lại xem là có phải là của anh đang nhìn nhầm của con clip 110 không. Rồi có một anh đã nhìn nhầm clip 110 rồi, có một số anh, có một anh nhìn nhầm clip 110 là anh sông trà đúng không ạ? Đang nói là clip anh đang nói là chân A20 là chân gì ạ? Của Vania CV, một số anh đang nói là Vania CV là đang bị nhầm đời nhá. Nên là cái đầu tiên em chia sẻ mọi người đó là chúng ta phải đọc được cái tên sơ đồ. Tên sơ đồ nhá. Một số anh em đang bị nhầm đấy. Đúng không ạ? Nít 125 chứ không phải nít 110. Rồi bây giờ mình...